Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 476, thưởng phạt phân minh 1. Trương Dương cười cười đi đến hướng Đông Tú Tú, đến trước mặt cô gật đầu nói, lá gan không nhỏ, trộm đồ còn dám công khai đi đến chỗ chúng tôi diễu võ Dương Oai. Đông Tú Tú tỏ vẻ không sao cả nhìn bốn phía một chút, anh làm việc ở chỗ này à, tôi còn tưởng rằng phó thị trưởng hẳn là phải làm việc bên trong tòa thị chính chứ, thì ra chỉ là một quản đốc thôi. Trương Dương nói, đồ đâu? Đông Tú Tú nói: "Tôi từ xa đến đây đưa đồ cho anh, một chút đạo đãi khách mà anh cũng không hiểu, nói thế nào cũng phải mời tôi uống trà chứ." Trương Dương cười ha hả, hắn bắt đầu nghĩ chuyện này có chút thú vị. Có một thứ có thể kết luận, Đông Tú Tú không phải là trộm cướp bình thường, bằng không thì cô ta cũng không dám công khai đến đây, hơn nữa cũng không có bất kỳ biểu hiện sợ hãi nào cả. Chí tò mò của Trương đại quan nhân một khi bị kích thích lên thì sẽ tìm tòi đến cùng, hắn đưa Đông Tú Tú đến phòng khách. Mời Đông Tú Tú ngồi xuống ghế sofa xong, Trương Dương mở tủ lạnh lấy một chai nước qua đưa cho cô. Đông Tú Tú cũng không khách khí, cầm lấy chai nước mở ra rồi uống. Trương Dương nói, uống chi, sau đó không còn cơ hội uống đâu. Đông Tú Tú nói, có ý gì, anh muốn đổi ý? Trương Dương nói, bây giờ tôi đang rất là mâu thuẫn, đối mặt với một phần tử tội phạm tôi hẳn là nên giữ gìn tôn nghiêm của pháp luật hay là hết lòng tuân thủ lời hứa của mình audio điện tử võ tấn bền. Đông Tú Tú nói: "Bây giờ nói rõ nhé, tôi giao đồ lại cho anh, chuyện này dừng ở đây, anh không thể truy cứu nữa." Trương Dương nói: "Cô thấy mình còn có tư cách nói điều kiện với tôi sao? Bây giờ là cô tự chui đầu vào lưới, tôi bắt được cô, đồ còn không tự nhiên trở về sao?" Đông Tú Tú nói: "Anh có cái bản lĩnh kia sao?" Trương Dương cười nói: "Không phải ai cũng là đồ ăn hại như lôi quốc thao kia đâu." nói vừa dứt câu thằng nhãi này vung tay nhanh như điểm điểm ngay huyệt đạo của đông tú tú ngày hôm qua truy đuổi trên xe lửa đã làm cho hắn nhận thức được thực lực của đối phương rồi với tình trạng thân thể của hắn hiện nay thì khó mà có thể khống chế được đông tú tú cho nên hắn cần phải ra tay bất ngờ trương đại quan nhân hoặc là không ra tay đơn giản ra tay rồi thì phải là một kích tất chúng thân thể của đông tú tú đứng đờ ra đó chai nước trong tay không giữ được nên rơi xuống đất trương dương nhẹ nhàng tiếp lấy nó đông tú tú cả giận nói anh anh thật đê tiện trương dương cười tủm tỉm nói gậy ông đập lưng ông thôi cô hình như không có tư cách nói tôi đông tú tú nói anh thả ra chúng ta từ từ nói chuyện trương dương nói bây giờ cô còn tư cách nói điều kiện với tôi sao đông tú tú nói đồ tôi đã mang đến rồi anh đã nói chỉ cần mang đồ đến cho anh thì anh sẽ không truy cứu nữa trương đại quan nhân đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động trong tay hắn vui cười hớn hở nói lời này không đủ để thuyết phục tôi đông tú tú nói phó thị trưởng trương tôi nghĩ đây là một sự hiểu lầm trương dương cười nói tôi nói tiểu nha đầu này nói láo sao không hề đỏ mặt chút nào vậy hiểu lầm cô làm lôi quốc thao hôn mê sau đó trộm đi nhiều đồ như vậy bây giờ lại nói là hiểu lầm nếu theo như cách nói của cô thì phân nửa tội phạm ở trong tù đều là vô tội cả đông tú tú đã không còn cách nào hết thở dài nói, đồng chí Trương Dương, chuyện này thật ra là một hiểu lầm, tôi là nhân viên công tác của Cục 7 Quốc An. Trong lòng Trương Dương ngẩn ra, hắn đã sớm phát hiện ra thân phận của Đông Tú Tú rất khả năng, không giống một nữ trộm thông thường, bây giờ những lời nói của cô ta đã nghiệm chứng suy đoán của hắn. Đông Tú Tú hiển nhiên là không biết lúc này mình đang đối nghiệp với một đồng nghiệp của Quốc An, cô nhẹ giọng nói, Cục An toàn quốc gia, anh hẳn là có nghe nói cục 7 của chúng tôi phụ trách công tác siêu tập tình báo gián điệp nước ngoài. Trương Dương cười hắc hắc một tiếng, nói cô đóng phim hay lắm, nói với tôi những lời này làm gì. Tôi giao cô cho cục công an, cô ở đó mà nói với bọn họ đi. Đông Tú Tú khẩn trương nói, đừng, ngàn vạn lần đừng, tôi cho anh xem giấy tờ chứng minh. Trương Dương nói, bớt đùa giỡn đi. Đông Tú Tú nói, lần này tôi phụ trách theo dõi lôi quốc thao, có chứng cứ cho thấy lôi quốc thao và thế lực bên ngoài cấu kết bán đứng cơ mật thương nghiệp quốc gia để thu lợi, trộm túi đồ của hắn, mục đích là muốn tìm kiếm chứng cứ, về phần lấy túi du lịch của hắn, chỉ là vì muốn tạo biểu hiện giả của vụ mất trộm thôi, tôi cũng không ngờ rằng hai người lại ở chung một chỗ. Trương Dương đã có chút tin tưởng. Đông Tú Tú nói, bức tranh chứ tôi đã mang đến đây, ở ngay trong túi. Trương Đại Quan Nhân cầm lấy cái túi của Đông Tú Tú, kéo khóa ra, thò tay vào bên trong một chút, lấy ra một cuộn giấy, lôi ra nhìn. Thì ra là băng vệ sinh. Khuôn mặt của đông tú tú đỏ bừng lên như lửa đốt, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Trương đại quan nhân cười vui vẻ, xem ra nữ đặc công cũng có kỳ sinh lý. Thằng nhãi này rốt cục đã tìm được bức tranh chữ của kiều lão, xác định là không lầm, rồi mới ném cái túi trở về sofa, tiện tay giải huyệt cho đông tú tú. Đông tú tú xoa xoa cánh tay, nổi giận đùng đùng chừng mắt nhìn Trương Dương. Trương Dương nói, quốc an các người làm việc quang minh chính đại một chút không được sao. Đông Tú Tú nói, muốn tìm được chứng cứ lại không muốn đánh cỏ động rắn, chỉ có thể dùng phương pháp này, thị trưởng Trương, tôi muốn anh phối hợp với công tác của chúng tôi. Trương Đại Quan Nhân lập tức lắc đầu như đúng rồi, tôi không có hứng thú với quốc an của các người, bây giờ cô đã trả đồ lại cho tôi, chúng ta coi như xong. Đông Tú Tú nói, tôi cũng không phải là muốn anh làm cái gì cả, chỉ là muốn anh hỗ trợ giữ bí mật thôi, chuyện của lôi quốc thao, có thể coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Vẻ mặt của Trương Dương đầy nụ cười xấu xa, vì sao tôi phải đáp ứng cô, tôi có chỗ tốt gì? Đông Tú Tú hiểu lầm ý của hắn, dựng mày lên nói, Phó Thị trưởng Trương, mời tự trọng. Trương Đại Quan Nhân cười ha hả nói, tôi nói này, cô trộm túi du lịch của tôi, đổi lại chỉ có một bức tranh chữ, đồ khác đâu. Đông Tú Tú nói, bộ đồ rách nát kia tôi đã ném đi rồi. Cô ta lôi một sấp tiền mặt từ trong túi ra đặt trước mặt của Trương Dương, đây là tôi tìm được trong ba lô của lôi quốc thao, những cái khác tôi đã ném rồi, cái này coi như bồi thường tổn thất cho anh. Trương Dương đã rõ ràng, người ta làm vậy gọi là chia của đó, dùng tiền để lấp miệng của mình lại, Trương Dương cũng vui vẻ nhận lấy, dù sao thì cũng không thể làm công không được. Đông Tú Tú đứng dậy nói, về thân phận của tôi, và chuyện đã xảy ra trên xe lửa, tôi nghĩ anh không nên nói cho bất kỳ kẻ nào biết liên quan đến an toàn quốc gia, thân là một đảng viên, một cán bộ quốc gia, anh phải rõ ràng tầm quan trọng của chuyện này, cô ta đem chứng minh thân phận của mình ra đưa cho Trương Dương, Trương Dương cầm lấy nhìn một chút, hẳn không phải là giả đâu, bởi vì trên chứng minh có ký hiệu chống giả đặc thù, người ngoài không nhận ra được. Chương 476, thưởng phạt phân minh 2. Trương Dương đem chứng minh ném trả lại cho cô ta, cười nói, được rồi, chỉ cần cô không gây phiền phức cho tôi, Tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, lòng hiếu kỳ của thằng nhãi này vẫn còn chưa được thỏa mãn, vậy. Trong túi của Lôi Quốc Thao rốt cục là có cái gì? Đông Tú Tú đi rồi, Đông Tú Tú liền liên hệ với Hình Chiêu Huy một chút, đem chuyện của Đông Tú Tú nói ra, Hình Chiêu Huy nghe thấy Trương Dương có xảy ra xung đột với cục bảy của Quốc An, không khỏi nở nụ cười. Trương Dương nói, anh cười cái gì? Chuyện này có phải là do anh sai khiến không? Hình Chiêu Huy nói, có liên quan gì đến tôi? các cục của quốc an đều được phân công rất rõ ràng, cục 4 của chúng ta quản lý chuyện bên Ma Cao Đài Loan, còn cục 7 phụ trách thu thập tình báo gián điệp nước ngoài, chuyện của bọn họ tôi không có quyền hỏi đến. Trương Dương nghe hình Chiêu Huy nói khẳng định như vậy, cũng tin tưởng là hắn ta không có liên quan. Trương Dương cười nói, nếu như không phải là vì bức tranh chữ này, phỏng chừng lần này tôi đã bị trộm không công rồi. Đông Tú Tú sau khi nhìn thấy được tên của Kiều Lão, cô ta sợ bởi vì bức tranh chữ này sẽ gây ra sóng to gió lớn, cho nên mới chủ động tìm đến tôi, trả đồ lại cho tôi. Hình Chiêu Huy cũng nói, tôi vừa tra qua, trong cục bảy không có ai tên là Đông Tú Tú cả, xem ra cô ta khẳng định là không nói tên thật cho cậu biết. Trương Dương nói, mà kệ cô ta, cô ta đưa cho tôi 7.000 đồng nè, hôm nay gặp mặt uống rượu. Hình Chiêu Huy nói, chuyện của Lưu Khánh Vinh có tiến triển gì không? trương dương nói đến lúc này vẫn đang thành thật lắm ngoại trừ phát hiện ra hắn thích đàn ông thì những cái khác đúng là không có hình chiêu huy nói tập trung một chút thường thường ngay trong thời điểm chúng ta chủ quan bọn họ sẽ có động tác trương dương nói được rồi tôi có chuyện muốn nhờ anh một chút hình chiêu huy mẫn cảm nói chuyện thăng quan thì miễn bàn chúng tôi không thích hợp tham dự vào sự vụ tại địa phương trương dương nói tôi còn chưa mở miệng mà anh khẩn trương cái gì Hình Chiêu Huy cười ha hả một tiếng, nói, nói đi. Hai ngày trước tôi đã đạp hộp đêm kim toa tại Giang Thành, bà chủ là Vương Quân Giao, là em gái của sở trưởng Vương Bá Hành, tôi muốn điều tra bà ta một chút, vì sao bà ta lại muốn mở hộp đêm tại Giang Thành. Hình Chiêu Huy nói, chuyện này cũng không khó, trở về tôi sẽ để ý, một khi có tin tức, tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu. Hai người lúc chuẩn bị cúp điện thoại, thì Hình Chiêu Huy mới nói một câu, Trương Dương, không ngờ cậu và Kiều Lão lại quen thuộc như vậy, có cơ hội giúp tôi xin một bức tranh chữ đi. Trương Đại Quan Nhân cười nói, tôi và Kiều Lão còn chưa quen thuộc đến mức đó đâu. Hình Chiêu Huy nói, thật không vậy hả? Không lừa anh, nếu như là thân quen đến trình độ đó, thì cái vị trí của anh đã sớm là của tôi rồi. Tin tức Trương Dương lấy được một bức tranh chữ từ chỗ của Kiều Lão nhanh chóng chuyển đi khắp các lãnh đạo của Giang Thành, bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã còn đặc biệt đến coi bức tranh chữ này, trước mặt toàn thể thường ủy biểu diễn một phen, bí thư đỗ cất giọng đọc thật diễn cảm, đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Rất khí phách, danh tác, kiều lão ra tay đúng là không giống người thường. Tuy rằng lúc này đỗ thiên giã đúng là có vuốt mông ngựa của kiều lão, nhưng mà cái này cũng là nói từ trong đáy lòng của ông, bức tranh chữ của kiều lão thật sự rất hợp với tình hình. Đỗ Thiên Giã nói Kiều Lão đã biểu hiện ra sự quan tâm đến sân bay mới của chúng ta, ông mong muốn sân bay mới Giang Thành của chúng ta có thể xây dựng chất lượng cao, tiêu chuẩn cao, xúc tiến kinh tế của Giang Thành phát triển, xúc tiến cải cách của chúng ta đi nhanh. Lời nói này tất cả đều là do một mình Đỗ Thiên Giã bày ra cả. Tất cả thường ủy đồng thời vỗ tay, cái này không phải là vỗ tay vì Đỗ Thiên Giã, mà là vỗ tay vì Kiều Lão. Ánh mắt mọi người đều quan tâm đến bức tranh chữ này, tả viên chiêu mở đầu khen, bức tranh chữ của Kiều Lão quả thật rất tốt, nhìn nhẹ mà có lực, nhìn kỹ thì có chút phấn khởi, làm cho chúng ta nhìn mà muốn sôi trào nhiệt huyết, cổ vũ cho tinh thần làm việc của chúng ta. Tôi đề nghị bức tranh chữ này treo ở công trường sân bay mới, để cho tất cả khách từ Kinh Thành đến đều có thể nhìn thấy đầu tiên. Đỗ Thiên Giá cười nói, thị trường tả có cùng một suy nghĩ với Trương Dương, bây giờ Trương Dương đã làm tốt quảng cáo, ngày hôm nay đã bắt đầu để tại công trường, những lời này của ông mang ý tứ trào phúng, tả viên chiêu cậu đề nghị cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là bắt trước người khác mà thôi. Tả viên chiêu có chút xấu hổ, trước mặt nhiều thường ủy như vậy cũng không thể không có phản ứng lại. Gã mỉm cười nói, tôi thấy hắn là nên lập một cái tại khu khai phá. Sau này bên đầu tư nhìn thấy được bức tranh chữ của Kiều Lão nhất định là sẽ càng thêm tràn ngập lòng tin. Đỗ Thiên Giã nói, Kiều Lão là một người không coi trọng hình thức. Ông viết bức tranh chữ này mục đích là muốn chúng ta lãnh ngộ tinh thần của ông, chứ không phải là muốn chúng ta làm bệnh hình thức gì cả. Tôi đã thương lượng với Trương Dương rồi, hắn đồng ý dâng ra bức tranh chữ của Kiều Lão, chờ sau khi làm tốt thì sẽ treo trong phòng họp của chúng ta, mọi người có chịu không? Đương nhiên là không ai dám nói không chịu, tất cả thường ủy đều cùng nhau vô tay, bao gồm của tả viên chiêu, chỉ là trong lòng gã tràn ngập buồn bực, lúc trước biết phó tổng Lý Văn là cha nuôi của Trương Dương, nhưng hắn ta quen biết với kiều lão khi nào chứ? Người có thể làm cho kiều lão vui vẻ tặng tranh chữ cũng không nhiều, Trương Dương tự nhiên lại có được cái mặt mũi này, thằng nhóc này về sau càng không thể đắc tội được. Đỗ Thiên Giã nhìn biểu tình kính sợ của các thường ủy, trong lòng thật sự đúng là khuây khỏa rất nhiều. Lần này Trương Dương đã giúp ông tránh được một kiếm, loại bỏ chính kiến không nói, địa vị của kiều lão trong chính đàn là không thể nghi ngờ. Mấy tên thường ủy do tả viên chiêu dẫn đầu bởi vì Đỗ Thiên Giã lên làm bí thư thị ủy mà xảy ra mâu thuẫn, cho nên thường xuyên gây khó dễ cho ông. Trương Dương mang đến bức tranh chữ này đã làm chấn động bọn họ, trong thể chế, lời đồn và sự thật cũng quan trọng như nhau, bởi vì người thông minh trong thể chế thật sự rất nhiều, mà người càng thông minh thì càng thích suy nghĩ nhiều, càng suy nghĩ nhiều thì cố kỵ cũng càng nhiều, đến cuối cùng lại dễ dàng lầm tưởng. Đỗ Thiên Giã chính là muốn cho đám người này suy nghĩ miên man, muốn bọn họ lầm tưởng rằng giữa Trương Dương và Kiều Lão có quan hệ nào đó không muốn cho người khác biết. Đỗ Thiên Giã nhân cơ hội này nói, xây dựng sân bay mới là công trình quan trọng nhất của Giang Thành chúng ta, làm người phụ trách công trình này, đến nay Trương Dương vẫn chỉ là cán bộ cấp phó xử, cái này không tương xứng với thành tích xuất sắc của hắn, tôi thấy có thể suy nghĩ để bạn đặc biệt một chút. Tả viên chiêu và mã ích dân nhìn nhau, hay đấy. Đỗ Thiên Giã muốn để bà Trương Dương lên cấp chính sử, cấp chính sử 22 tuổi, trong toàn bộ Trung Quốc cũng không tìm thấy được mấy người, tốc độ thăng quan của thằng nhãi này còn nhanh hơn cả trực thăng nữa. chương 476, Thưởng Phạt Phân Minh 3 Mã ích dân nói, bí thư đỗ, trong điểm này tôi không có cùng ý kiến. Đỗ Thiên dã đoán chắc rằng sẽ có người nhảy ra phản đối, ông mỉm cười nói, có ý kiến cứ nói ra, mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút. Mã Ích Dân nói, tôi cho rằng bây giờ để bà Trương Dương lên cấp chính sử còn hơi sớm, tôi nói rõ, không phải là tôi có ý kiến cá nhân gì về Trương Dương, mà chuyện này rất không thỏa đáng. Trương Dương đúng là làm ra không ít thành tích công tác, hất là trong phương diện xây dựng sân bay đã làm ra công lao rất lớn. Đối với chúng ta mà nói, hắn cũng quá trẻ tuổi, trên người còn có nhiều chỗ chưa ổn định được tôi lấy kim toa mà nói khẳng định có người sẽ nói chúng ta là quan báo tư thù nên mọi người cần phải suy nghĩ một chút thân là một cán bộ quốc gia dùng phương thức công tác dã man như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho xã hội dân chúng sẽ nhìn hình tượng chính phủ của chúng ta thế nào huống chi loại chuyện như kim toa không phải là lần đầu tiên xảy ra một cán bộ trẻ tuổi như thế cho dù hắn có năng lực nếu như không có rèn luyện về tính ổn trọng và ngạo khí thì sẽ làm cho hắn càng đi càng sai đường, đặt hắn vào vị trí cao quá sớm, chỉ làm cho hắn càng thêm tự cao tự đại. Bộ trưởng tổ chức từ Bill nói, cán bộ chúng ta làm việc nên thưởng phạt phân minh, Trương Dương có thành tích công tác tốt hẳn là phải nên thưởng cho hắn. Mã Ích sân nói, thành tích công tác cũng không chỉ có một người, tổng chỉ huy sân bay mới là bí thư đỗ, phó chỉ huy là chủ nhiệm triệu, Trương Dương chỉ là chỉ huy hiện trường, nói đến thành tích, hắn cũng không phải là lớn nhất. Một lần nữa tôi phải nói rõ, tôi không phải là phản đối hắn, cũng không phải là nhầm vào hắn, mà là cho rằng, chúng ta chọn lựa và đề bạt cán bộ hẳn là nên có tiêu chuẩn, cho dù là chuẩn bị đề bạt hắn thì cũng cần phải thẩm tra tổng hợp lại quá trình. Tả viên Chiêu gật đầu nói, đồng chí Ích Dân nói rất có đạo lý, Trương Dương quả thật có năng lực, nhưng cái này không đủ trở thành một lý do đề bạt cho hắn. Một cán bộ không chỉ có năng lực nghiệp vụ mạnh, mà còn phải tổng hợp các tố chất lại, tôi thấy Trương Dương còn thiếu sót một ít, tả viên chiêu phản đối chuyện để bạt Trương Dương quá sớm cũng có nguyên nhân rất đơn giản, gã sợ Đỗ Thiên Giã thông qua Trương Dương sẽ đoạt lấy quyền lợi quan trọng của gã. Phó thị trưởng viên thành tích nói, tôi không phản đối để bạt Trương Dương, nhưng mà tôi thấy rằng chúng ta cần phải suy nghĩ đến cảm thụ của các đồng chí khác, 22 tuổi đã là cán bộ cấp phó xử, trong toàn quốc cũng không thấy nhiều. Đặc biệt đề bạt không phải là không thể, CS3 là không thể đặc biệt rồi lại đặc biệt, cho dù có tác dụng cổ vũ cho hắn, nhưng còn các đồng chí khác thì sao? Chúng ta hẳn là có thể thấy được trong thể chế Giang Thành còn có rất nhiều đồng chí yên lặng cực khổ làm việc. Có người cực khổ cả đời, nỗ lực cả đời còn chưa đạt đến cấp chính sử, bọn họ mà biết được chuyện này trong lòng có bi quan hay không, có tiêu cực hay không. Đỗ Thiên Giã tuy rằng đã dự liệu là có người phản đối rồi, nhưng không ngờ lại nhiều người nhảy ra phản đối như vậy, ông cũng rõ ràng, đám người này phản đối không phải là vì Trương Dương, mà là thông qua chuyện này để phản đối mình, Đỗ Thiên Giã nhìn về hướng Vinh Bằng Phi một chút. Vinh Bằng Phi biết bí thư Đỗ muốn mình ủng hộ, gã cười nói tôi cho rằng mọi người đều nói có đạo lý cả, thưởng phạt phân minh là cần thiết, Trương Dương có thành tích công tác, hẳn là nên thưởng cho hắn, chỉ là thành phố nên bận tâm đến cảm thụ của các đồng chí khác, dừng để cho các đồng chí khác nghĩ rằng chúng ta đặc biệt chiếu cố cho Trương Dương. Đỗ Thiên Giã nhíu nhíu mày, Vinh Bằng Phi lúc này lại tự nhiên câu nệ, không cho ông sự ủng hộ mong muốn. Vinh Bằng Phi cũng có suy nghĩ riêng của mình, gã cho rằng bây giờ không phải là lúc để đề bà Trương Dương lên cấp chính sử, Trương Dương vừa mới đập kim toa xong, chuyện này vô luận là trong Giang Thành hay là trong tỉnh đều có ảnh hưởng quá lớn, Đỗ Thiên Giã đề bạt hắn lên, nói rõ là muốn chống đối với sở trưởng Vương Bá Hành mà, cái này sẽ tạo thành bất lợi cho công tác về sau của Đỗ Thiên Giã. Chủ nhiệm nhân đại triệu Dương Lâm nói, thưởng phạt phân minh là đúng, Trương Dương làm ra thành tích công tác, có thể lo lắng đến việc khen thưởng một chút, năng nắm hắn được chọn làm một trong 10 đại biểu thanh niên ưu tú của Giang Thành, một trong 10 thanh niên ưu tú của Bình Hải. Năm nay chúng ta lại chọn hắn đại biểu cho Giang Thành đi làm thanh niên ưu tú, Triệu Dương Lâm năm ngoái vì chuyện nùa con rể nên trong vấn đề thanh niên ưu tú đã đấu một trận với Trương Dương rồi, năm nay con rể đảm nhiệm thị trường thành phố Phong Trạch. Tâm tình cũng thay đổi, cũng vứt bỏ thù cũ với Trương Dương, hợp tác rất là khoái trá. Tả viên chiêu nhìn Triệu Dương Lâm bằng cặp mắt đầy hèn mọn, cho rằng lão già này đã ích kỷ đến cực điểm rồi, chỉ lo lắng cho lợi ích chính trị của mình, dọn sẵn con đường chính trị cho con rể của mình, thiếu đi lập trường và nguyên tắc, nói như vậy giống như là giúp cho Trương Dương có thể đi tiếp trên con đường chính trị rồi. Nếu như mà Trương Dương được chọn làm một trong 10 thanh niên ưu tú của năm nay, thì có thể nghĩ, cho dù năm nay không được lên cấp chính sử, thì sang này chuyện này cũng đã trở thành chắc như đinh đóng cột rồi thường vụ phó thị trưởng lý trường vũ nói tôi có một đề nghị căn cứ theo biểu hiện của trương dương có thể suy nghĩ để bạt hắn lên làm thường ủy của thành phố phong trạch lý trường vũ vừa nói xong bên triệu dương lâm cũng lên tiếng tôi thấy không sai công trình sân bay quan trọng như vậy làm chỉ huy hiện trường của công trình sân bay trương dương hẳn là nên được làm thường ủy của thành phố phong trạch ông đang suy nghĩ cho tương lai sau này của con rể tôn đông cường bỏ ngắn lo dài nếu như Trương Dương tiến vào trong các thường ủy của thành phố Phong Trạch, thì Tôn Đông Cường trong chính trị sẽ có được quyền lợi riêng của mình, sự tiến vào của Trương Dương chính là tăng thêm quyền nói chuyện của gã. Cải biến cục diện độc tài của một mình Thẩm Khánh Hoa ngày trước. Lần tranh luận này trên cơ bản đã xác định hai sự kiện, một là Trương Dương sẽ trở thành một trong 10 thanh niên ưu tú, còn có thể đại biểu cho Giang Thành đi ra ngoài, hai là thằng nhãi này sẽ trở thành thường vụ của thành phố Phong Trạch. Nếu như cái đầu tiên chỉ là cung cấp một chút thành phần chính trị mà nói, thì cái sau đó là cho quyền lợi thật sự, còn có nhiều chỗ thực dụng hơn cấp chính sử nhiều. Cái này đại biểu rằng ngày sau Trương Dương sẽ có quyền nói chuyện nhiều hơn tại phong trạch, thật sự tiến nhập vào trong tầng lớp lãnh đạo tối cao của phong trạch, còn có một ý nghĩa quan trọng hơn là, ngày độc tài của một mình thẩm khánh hoa cũng đã chấm dứt. Sau khi hội nghị kết thúc, Đỗ Thiên Giã đã gọi Vinh Bằng Phi vào trong phòng làm việc của mình, ông có chút không hiểu vì sao vinh bằng phi lại ba phải ngay trong hội nghị khi nãy vinh bằng phi đương nhiên biết được nghi vấn trong lòng của đỗ thiên giã gã cười nói bí thư đỗ tôi thấy rằng bây giờ để bà trương dương lên cấp chính sử còn hơi sớm đỗ thiên giã nói nói tiếp đi vinh bằng phi nói chuyện kim toa tuy rằng đã là quá khứ nhưng mà cơn thức của sở trưởng vương vẫn chưa tiêu tan gần đây tôi mới đi họp trong tỉnh về lúc nhìn thấy ông ta thái độ của ông ta đối với tôi rất lãnh đạm Rõ ràng là còn ghi hận chuyện này. Chương 476, thưởng phạt phân minh 4. Đỗ Thiên Giã nói, ghi hận thì thế nào, hắn nên quản em gái của mình lại tốt hơn. Vinh Bằng Phi cười nói, bí thư Đỗ, đừng quên ông ta cũng là thường ủy tỉnh ủy, gần đây lãnh đạo tối cao của tỉnh đang bị biến động, lẽ nào ông không nghe thấy một tin đồn nào sao? Đỗ Thiên Giã nâng tách trà lên uống một ngụm, thấp giọng thở dài một hơi nói, Bình Hải lúc này sẽ không có thời gian yên tĩnh đâu. Vinh Bằng Phi nói, không chỉ là Bình Hải, trong thể chế, lúc nào cũng có tranh đấu cả, tỉnh đang đối mặt với việc lấy trẻ thay già, sang Nam Vương Bá Hành, Trần Bình Triều, Tăng Lai Châu tất cả đều đến giờ, ba vị trí thường ủy còn chống kia, ông cũng là một trong những người được chọn. Tình huống theo như lời của Vinh Bằng Phi nói thì Đỗ Thiên Giã đã sớm ý thức được rồi, nhưng mà ông cũng không mấy lạc quan về chuyện mình có thể tiến vào hàng ngũ thường ủy của tỉnh cả. Bây giờ người đứng đầu Bình Hải là Kiều Trấn Lương, trong chính trị thì Đỗ Thiên Giã lại có quan hệ gần với Tống Hoài Minh, hơn nữa ông đi đến Giang Thành đảm nhiệm bí thư thị ủy cũng là bởi vì nhờ có phó tổng lý văn cả, mà mâu thuẫn giữa Kiều Lão và Văn Quốc quyền vốn đã tồn tại từ rất lâu rồi, con đường làm quan của Đỗ Thiên Giã không có khả năng không bị ảnh hưởng. Vinh Bằng Phi nói, nghe nói bí thư thị ủy thành phố Lam Sơn Chu Vũ Dương sẽ đảm nhiệm phó tỉnh trường. Đỗ Thiên Giã gật đầu nói, chuyện này hẳn là không giả, tôi cũng có nghe nói. Vinh Bằng Phi nói, trong khoảng thời gian này, không cần làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, bí thư đỗ, ông cũng có hy vọng vậy. Đỗ Thiên Giã cười nói, tôi ở Giang Thành còn chưa đủ lâu. Vinh Bằng Phi nói, ai mà không có tâm tiến tới, làm lãnh đạo thì tâm tiến tới khẳng định là mãnh liệt hơn dân chúng bình thường cả, dù sao thì tôi cũng cho rằng gần đây là thời kỳ mẫn cảm, cục diện chính trị của Giang Thành chúng ta tốt nhất là nên giữ cho ổn định. Đỗ Thiên giã đổi đề tài khác, nói Trương Dương tiến vào hàng ngũ thường ủy phong trạch, người cao hứng nhất hẳn là chủ nhiệm triệu. Vinh Bằng Phi cười ha hả nói, có người vui thì cũng có người buồn, cái tin tức này đối với vài người mà nói có thể là một đả kích ất lớn. Người chịu đả kích lớn nhất trong việc Trương Dương trở thành thường ủy của thành phố phong trạch phải kể ra là bí thư thị ủy phong trạch thẩm Khánh Hoa, khi ông biết được tin tức này, ngơ ngác ngồi trong phòng làm việc, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Ông ý thức được, Cấp trên rốt cục đã ra tay với ông rồi, ông khổ cực làm việc tại Phong Trạch nhiều năm như vậy, rốt cục cũng phải đối mặt với sự thay đổi, sau này trong hội nghị thường ủy, những ngày ông lấy tay che trời đã không còn tồn tại nữa. Trong các cán bộ trẻ tuổi do Tôn Đông Cường và Trương Dương dẫn đầu đã xuất hiện sự quật khởi rồi, từ khi bọn họ đến Phong Trạch thì đã xảy ra không ít xung đột về quyền lợi trong các lĩnh vực với Thẩm Khánh Hoa, mà quan trọng hơn là kết quả của những lần xung đột này đều là tuyên cáo thất bại của Thẩm Khánh Hoa cả. Đối mặt với hiện thực trước mắt, Thẩm Khánh Hoa cảm thấy có chút bất đắc dĩ, ông rốt cuộc đã ý thức được, mình đã già rồi, phương pháp chính trị của ông, thủ đoạn quản lý của ông đã không còn phù hợp với sự phát triển của thời đại. Bí thư tề quốc viễn nhẹ nhàng gõ cửa phòng, cửa phòng không có khóa, Thẩm Khánh Hoa thấm giọng nói, vào đi. Tề quốc viễn đi vào, ông nhỏ giọng nhắc nhở, bí thư thẩm. Buổi chiều 3 giờ có an bài hội nghị thường ủy, ông chớ quên. Thẩm Khánh Hoa cực kỳ bất mãn nhìn Tề Quốc Viễn, tề quốc viễn bị ông ta nhìn là cho có chút xấu hổ nói bí thư thẩm có việc tề quốc viễn nói không có chuyện gì thông báo cho bọn họ biết không cần học tề quốc viễn gật đầu ông cũng nhìn ra tâm tình của thẩm khánh hoa không được tốt cho nên liền đi ra ngoài thẩm khánh hoa gọi ông ta lại quốc viễn tề quốc viễn phải dừng chân lại cung kính nói bí thư thẩm có gì cần dặn dò thẩm khánh hoa nói cậu nghĩ tôi có xứng hay không xứng chức Tề quốc viễn nói, bí thư thẩm vì sao lại đột nhiên hỏi vậy, sự khổ cực của ông tất cả dân chúng phong trạch đều thấy rõ, ông đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, cúc cung tận tùy. Thẩm Khánh Hoa không nhịn được khoát tay áo, đi đi, cái này giữ lại, đợi đến lúc lễ truy điệu của tôi thì đọc. Tề quốc viễn có chút bất đắc dĩ gật đầu, xoay người ra khỏi phòng làm việc của Thẩm Khánh Hoa. Các thường ủy của thành phố phong trạch lục đục đi đến phòng họp, thường ủy mới được chọn là Trương Dương không có đến, dù sao thì hắn vẫn chưa nhận được thông báo chính thức, cũng không thích hợp đến. Nhưng mà chuyện này tất cả mọi người đều biết, chuyện lên làm thường ủy này theo Giang Thành thấy thoạt nhìn chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với nội bộ phong trạch thì lại tạo ra một sự rung động rất lớn. Tề quốc viễn sau khi đi vào, đã đến bên cạnh thị trường Tôn Đông Cường, thấp giọng nói vào lỗ tai của gã, bí thư thẩm nói không có chuyện gì, hội nghị ngày hôm nay không cần mở. Tôn Đông Cường nhíu nhíu mày, nói tất cả mọi người đã đến rồi, tôi còn có chuyện quan trọng cần phải báo cáo. Giọng nói của gã ta rất lớn, rõ ràng là muốn làm cho tất cả thường ủy nghe được. Tề quốc viễn cười cười, ông cũng cảm thấy rằng vị thị trưởng này càng lúc càng trở nên cường thế. Khi thẩm khánh hoa già đi, thì những người trẻ tổ y này sẽ trở thành lực lượng trung kiên của chính đàn phong trạch. Tôn Đông Cường nói, đồng chí quốc viễn, hay là anh khổ cực một chuyến, mời bí thư thẩm đến đây. Trong lòng tề quốc viễn hơi giận, ông rất rõ ràng, tôn đông cường muốn lợi dụng ông để làm xấu mặt thẩm khánh hoa tề quốc viễn thấp giọng nói cái này giọng nói của thẩm khánh hoa từ bên ngoài trìa vào không cần mời tôi tự đến thẩm khánh hoa từ tốn không nhanh không chậm bước chân vào phòng họp ông lạnh lùng nhìn lướt qua khuôn mặt của tôn đông cường trong ánh mắt tràn ngập sự bất mãn ý bảo là tôi còn chưa có về hưu trong phòng họp này chưa đến lượt tôn đông cường cậu lên tiếng tôn đông cường cười tủm tìm nhìn thẩm khánh hoa gã cười nói còn tưởng rằng thân thể của bí thư thẩm khó chịu thẩm khánh hoa cũng không để ý đến gã ngồi xuống vị trí của mình nâng ly trà lên uống một ngụm nói vốn ngày hôm nay thấy không có chuyện gì quan trọng cần nói cho nên không cần phải họp làm gì chỉ là nếu mọi người đã đến vậy thì nói một chút đi tôn đông cường nói bí thư thẩm nghe nói chúng ta được tăng thêm một vị thường ủy cái tin tức này là thật sao gã biết rõ rồi mà vẫn còn cố hỏi Thẩm Khánh Hoa gật đầu nói, không sai. Lãnh đạo cấp trên tăng cường đồng chí Trương Dương đến làm thường ủy của thành phố Phong Trạch. Tôi đang định nói ra để thảo luận với mọi người. Trong lòng Tôn Đông Cường cười thầm, Thẩm Khánh Hoa ơi là Thẩm Khánh Hoa, ông còn giả bộ cái gì? Cấp trên đã định ra rồi, ông thảo luận còn có tác dụng sao? Là chuyện ván đã đóng thuyền, không có ý nghĩa. Nhưng mà bất luận chỗ nào cũng không thiếu những người có mắt không chồng. Bí thư ủy ban kỷ luật triệu Kim phân chính là như vậy bà ta hét lên, nói dơn à. Hắn đã làm ra cống hiến gì cho phong trạch, có tư cách gì làm thường ủy của phong trạch chứ? chương 477, lòng người dễ đổi một. Tôn Đông Cường còn chưa kịp nói gì, thường vụ phó thị trưởng Trần Gia Niên đã mở miệng trước tiên, tâm tình của bí thư triệu không nên kích động, chúng ta nhìn người cần chú ý thực tế, có khuyết điểm phải đối mặt, thành tích cũng không thể bỏ qua được. Trương Dương đến phong trạch tuy rằng không lâu, nhưng mà thành tích thì mọi người đều thấy, trong công tác chiêu thương, công tác giáo dục có thành tích nổi bật, thật ra bí thư triệu hẳn là cũng rõ ràng, lúc trước Lưu Cường không phải là cục trưởng cục giáo dục sao. Quan hệ cá nhân của Trần Gia Niên và Trương Dương không tồi, nhưng cái này cũng không đủ trở thành lý do để ông công khai ủng hộ cho Trương Dương. Trong lòng thẩm khánh hoa hơi xúc động một chút, ông ý thức được lúc này Trần Gia Niên đứng ra chính là tỏ thái độ với mình, khiêu chiến với quyền uy của mình, trước khi Tôn Đông Cường đến phong trạch, Thẩm Khánh Hoa vẫn luôn muốn bồi dưỡng Trần Gia Niên lên làm thị trưởng phong trạch, có thể nói Trần Gia Niên vẫn đều là thuộc hạ trung thành của ông, hôm nay kẻ thuộc hạ này lại nhảy ra nói giúp cho Trương Dương, Thẩm Khánh Hoa đã rõ ràng, Trần Gia Niên cảm thấy cái vị trí thường vụ phó thị trưởng này với mình là không đủ. Tôn Đông Cường có hậu trường to lớn, Trần Gia Niên đương nhiên là không thể nào lật đổ được gã, khả năng lớn nhất chính là khi mình rời đi, Tôn Đông Cường đảm nhiệm bí thư thị ủy phong trạch, còn trần gia niên thì cũng ngượn nước đẩy thuyền lên làm thị trưởng phong trạch chính trị là vô tình người trong thể chế thì càng thực tế hơn lúc này thẩm khánh hoa mới hiểu được mình đã trở thành chướng ngại trên đường của bọn họ những kẻ này đang muốn loại bỏ mình một cách mau chóng triệu kim phân nói thành tích này là kết quả nỗ lực của mọi người không phải của một mình hắn tề quốc viễn nói cũng không thể nói như vậy thành tích chiêu thương của phong trạch bắt mắt như vậy đích thật là công lao của trương dương đây là chuyện thật không thể phủ nhận những chuyện này không nói, bây giờ sân bay mới Giang Thành đang tiến hành rất khí thế, cái này là chuyện lớn đối với Giang Thành, đối với phong trạch chúng ta mà nói càng là một chuyện lớn có thể thay đổi lịch sử, Trương Dương làm chỉ huy hiện trường của hạng mục sân bay mới, được làm thường ủy, cũng trợ giúp cho chúng ta hiểu thêm về hạng mục sân bay này. Trong lòng thẩm khánh hoa cười nhạt, ngay cả tề quốc phiến cũng nói thay cho Trương Dương, đám nhãi danh này, đều nhìn thấy mình sắp lui ra, vội vàng thay đổi trận doanh, người đi trà lạnh, nhưng tôi còn chưa đi, các người đã bắt đầu thay đổi rồi, con người sống đúng là quá thực tế. Tôn Đông Cường không nén được đắc ý trong lòng, mỉm cười nói, thật ra thì Trương Dương tiến nhập hàng ngũ thường ủy của Phong Trạch đã là chuyện được cấp trên quyết định, về vấn đề này, mọi người không cần tranh cãi nữa, giọng nói của gã tràn ngập mùi vị giải quyết dứt khoát, những lời này vốn phải là do Thẩm Khánh Hoa nói mới đúng, chỉ là Tôn Đông Cường lại tự nhiên giành nói. Thẩm Khánh Hoa cưỡng chế lửa giận trong lòng, dùng âm thanh bình tĩnh nói, mọi người nhấc tay biểu quyết đi. Đồng ý cho Trương Dương tiến nhập vào thường ủy thì giơ tay lên. Đây là một hình thức, nhưng mà Thẩm Khánh Hoa muốn thông qua cái hình thức này để nhìn thấy được hướng gió hiện nay như thế nào. Thẩm Khánh Hoa biết mình sẽ thất vọng, nhưng không ngờ rằng ngoại trừ triệu kim phân ra thì tất cả mọi người đều giơ tay. Thẩm Khánh Hoa cười gật đầu, trong nụ cười của ông tràn ngập vẻ chua chát. Ông cũng không phải bởi vì Trương Dương trở thành thường ủy mà thất vọng, ông thất vọng vì mình lại đột nhiên trở nên tứ cố vô thân, ông dùng hết khả năng bình tĩnh của mình để tuyên bố, thông qua. Sau khi thông qua thì tan họp, Thẩm Khánh Hoa không cách nào tiếp tục ngồi tại đây được nữa, ông cảm thấy trong lòng rất phiền muộn, lúc nào cũng có thể hít thở không nổi. Sau khi tan họp, Tôn Đông Cường liền đem tin tức này thông báo cho Trương Dương, đây là một loại chủ động làm việc tốt. Trương Đại Quan Nhân đương nhiên là rõ ràng, nhưng mà hắn cũng giả vờ biết ơn rồi khách khí một phen với tôn đông cường cúp điện thoại xong thư ký phó trường trinh đúng lúc đi vào báo cáo bức tranh chữ của kiều lão đã được treo ở công trường hỏi hắn có cần đến hiện trường nhìn hay không trương dương cười nói đương nhiên là phải đi rồi hắn đi ra cửa nhìn thấy thường lăng phong và trung duệ dung hai người đang đứng ở sân nói cái gì đó phất tay với bọn họ bảng quảng cáo của kiều lão bắt đầu rồi chúng ta cùng đi nhìn đi Thường Lăng Phong nói, tôi không đi đâu, khoản phê duyệt công trình xảy ra vấn đề. Trương Dương gật đầu, hai người bọn họ không đi, mình đi, lúc này phía sau vang lên một âm thanh, thị trưởng Trương, tôi đi theo cậu. Trương Dương xoay người lại nhìn, chính là Quy Điền Hạo Nhị, Trương Dương không khỏi cười nói, tiến sĩ Quy nguyện ý đi là rất tốt, giúp tôi nhìn xem cái bảng quảng cáo này có hợp cách không. Trương Dương lái xe tải ra của hắn chờ Quy Điền Hạo Nhi cùng Phó Trường Trinh đến ban chỉ huy, chưa đi đến gần, mà đã thấy một tấm bảng quảng cáo thật to dựng lên ở công trường, trên mặt chính là những dòng chữ quen thuộc của kiều lão được viết lớn lên, đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Chỉ là màu đã được đổi sang màu đỏ, phóng lớn lên càng có vẻ khí thế hùng hồn hơn. Trương Dương lái xe chạy đến gần, lái một vòng xung quanh bảng quảng cáo xong mới dừng xe lại, xuống xe chắp hai tay sau lưng mà ngắm nhìn dòng chữ. Trương Dương có chút đắc ý quay đầu lại nhìn Quy Điền Hạo Nhi nói tiến sĩ Quy, thế nào, không tệ chứ, Quy Điện Hạo Nhị nói, lúc trước từng nghe người Trung Quốc các người thích làm bệnh hình thức, bây giờ xem ra quả nhiên là thế. Lời này đúng là không dễ nghe, Trương Dương cũng mở to mắt ra nhìn, cái gì mà gọi là người Trung Quốc chứ? Tổ tông của người Nhật Bản các người cũng là người Trung Quốc chúng tôi thôi. Quy Điền Hạo Nhị nói, không có bằng chứng, chuyện không có thật thì không thể nói lung tung. Trương Dương nói, ai nói là không có bằng chứng. Quy Điền Hạo Nhị không hiểu nhìn hắn, Trương đại quan nhân cười tủm tỉm giải thích, lãnh thổ Trung Quốc là hai đầu xòe ra, đỉnh thiên lập địa, người Nhật Bản là hậu đại của người Trung Quốc, nhưng mà bọn họ không muốn thừa nhận, vì vậy cái đầu và cái đuôi đều rụt lại, cái này còn chưa đủ, còn biến thành đường ngang, trở thành ngày hôm nay, cho nên người Nhật Bản họ quy hơi bị nhiều. Quy Điền Hạo Nhị biết thằng nhãi này rất giỏi nói nhảm, cho nên cũng không cãi chảy cái cối với hắn làm gì cả, chăm chú nói, cậu nói văn hóa Nhật Bản bắt nguồn từ văn hóa Trung Quốc, cái này tôi thừa nhận, chỉ là bây giờ không có bằng chứng xác thật nào chứng minh rằng người Nhật Bản là hậu đại của người Trung Quốc cả. Trương Dương cũng không muốn cải cọ làm gì cho mệt, chỉ chỉ vào tấm bảng, nói chữ này thế nào. Quy Điền Hạo Nhị nói, bảng quảng cáo tốt nếu như dùng để đối ngoại chiêu thương, mỗi năm có thể kiếm được rất nhiều, bây giờ biến thành một bảng quảng cáo khẩu hiệu, một chút tác dụng cũng không có. chương 477, Lòng Người Dễ Đổi Thay Trương đại quan nhân cười nói, tình hình khác nhau, ý thức hình thái khác nhau, phương pháp làm việc cũng khác nhau, anh căn bản là không hiểu được, tất cả chiêu bài quảng cáo so ra vẫn kém hơn dòng chữ quảng cáo này. Quy Điền Hạo Nhị nhúng vai, từ chối cho ý kiến. Trương Dương có một cậu nói không sai, tình hình khác nhau, ý thức hình thái khác nhau, Quy Điền Hạo Nhị không cách nào hiểu được hàm nghĩa chân chính của bảng quảng cáo này, chỉ là uy lực thần kỳ của bức tranh chữ này nhanh chóng biểu lộ ra, trong vòng một tuần sau khi tấm bảng quảng cáo được dựng lên, đã có không ít nhà đầu tư mò đến đây, ngay cả đài truyền hình Trung ương cũng đặc biệt đến đưa tin về hạng mục sân bay mới Giang Thành, trên tin tức còn đặc tả bức tranh chữ của Kiều Lão một cách đặc biệt. Mà tất cả cái này cũng không có thông qua bất kỳ công tác nào hết, đều là người ta chủ động đến cả. Trường đại quan nhân cũng có một cảm giác đông lạnh đi qua, xuân về hoa nở, công trình tòa nhà gọi thầu cũng đã hoàn thành, thông qua xét duyệt nghiêm ngặt, cuối cùng do bình trung kiến thiết giành được, cái này cũng là chuyện tình nằm trong dự liệu rồi. Bình Trung Kiến thiết trong tỉnh Bình Hải này có thực lực coi như cũng là đứng đầu rồi. Trương Dương sau nhiều lần tiếp xúc với Ngô Trung Nguyên, Ngô Trung Nguyên cũng tăng mạnh độ quản lý tại công trường sân bay lên. Tình trạng thi công của công trường hiện nay cũng đã làm cho Quy Điền Hạo Nhị cảm thấy thỏa mãn. Tuy rằng Trương Dương trở thành thường ủy của thành phố Phong Trạch, chỉ là cho đến nay hắn cũng chưa từng tham gia vào hội nghị thường ủy nào cả. Trương Dương thấy rất rõ, Mâu thuẫn trong phong trạch hiện nay tập trung vào bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa và thị trưởng Tôn Đông Cường, mình không cần phải xen vào làm gì, phong trạch đối với Trương Dương mà nói chẳng qua chỉ là một nơi qua đường, không phải là chỗ để hắn dừng chân lâu dài, tinh lực chủ yếu của hắn đặt vào hạng mục sân bay mới, chỉ có làm tốt chuyện này thì mới có thể ổn định được căn cơ chính trị, làm cơ sở cho bước tiến nhảy vọt sau này. Trong mấy ngày gần đây, Trương Dương bận rộn tiếp đãi các nhà đầu tư Bức tranh chữ của Kiều Lão đã làm cho nhiều người nhận thức rằng quốc gia cũng coi trọng hạng mục sân bay mới Giang Thành. Đầu tư vào sân bay mới Giang Thành chính là một lựa chọn sáng suốt không thể nghi ngờ rồi. Trương Đại Quan Nhân cũng bắt đầu hát lên bài ca nô lệ. Từ lúc trước là đi cầu các ông nội bà nội đến đầu tư, bây giờ biến thành cục diện ngồi đợi người khác đến đưa tiền, mà có khi đưa tiền thằng nhãi này còn chưa chịu nhận nữa. Hạng mục tốt như vậy, thành phố ủng hộ, tỉnh ủng hộ, quốc gia ủng hộ, các người bây giờ tranh nhau đầu tư, Sao lúc trước không làm gì đi Khi hạng mục sân bay mới trở nên nóng Thì rất nhiều quan hệ cũng tìm đến Muốn nhận thầu hạng mục sân bay mới này Còn muốn cung cấp tài liệu Cũng muốn điều đến làm công tác chỉ huy sân bay mới Tất cả các việc vật đều hướng về trương đại quan nhân cả Làm cho thằng nhãi này cảm thấy khó mà thích ứng được Trương Dương vừa cất bước tiến mấy nhà đầu tư Thì bên kia mấy người cung ứng vật liệu tìm đến Tất cả đều là người quen Không có quan hệ thì không ai dám lỗ máng xông vào đây cả Trương Dương có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, mọi người đừng tìm tôi, chuyện thu mua vật liệu là do chủ nhiệm thường phụ trách, các người đi tìm hắn đi. Một nhà cung cấp vật liệu đưa danh thiếp ra nói, thị trưởng nghiêm kêu tôi đến tìm ngài, một người khác cũng bắt đầu nói theo, bộ trưởng từ có gọi điện thoại cho ngài chưa. Trương Đại Quan Nhân nói, đi tìm chủ nhiệm thường đi, tôi biết, có thể chiếu cố nhất định sẽ chiếu cố, vất vả lắm mới đuổi được đám người này đi. Trương Dương kêu phó trưởng Trinh vào, chỉ vào mặt nói cậu làm ăn cái kiểu gì thế. Kêu cậu trông cửa, trông cửa thể nào mà để cho người ta xông vào phòng làm việc của tôi. Phó trường Trinh cười khổ nói, thị trường trương, tôi căn bản là không ngăn cản được, bọn họ từ ngoài cửa lớn đã xông vào, hơn nữa, còn nói là đã liên lạc với anh trước rồi, có vài người còn nói là anh đồng ý gặp. Trương Dương nói, chủ nhiệm triệu đâu? Phó Trường Trinh nói, hai ngày nay thân thể khó chịu, không có đến. Trương Dương không nhịn được lầm bầm một câu, lão cáo già, khẳng định là thấy bên nào náo nhiệt, liền trốn việc. Phó Trường Trinh cười cười nói, trở về tôi sẽ nói với mọi người một tiếng, làm theo chế độ hẹn trước, không có hẹn thì không được phép đi vào, được không? Trương Dương nói, coi như tôi đã nhìn ra, ngồi ở chỗ này đừng mong mà thanh tính. Nói còn chưa xong, thì điện thoại liền vang lên, Trương Dương biểu môi ý bảo Phó Trường Trinh nghe đi. Phó Trường Trinh cầm lấy điện thoại lễ phép nói, xin hỏi ai vậy? Sau khi đối phương báo ra thân phận, Phó Trường Trinh đưa điện thoại lại cho Trương Dương, đội trưởng Khương gọi. Trương Dương cầm lấy điện thoại, vừa alo một tiếng, Khương Lương bên kia liền ồn ào, thị trưởng Trương, làm thường ủy rồi thì khinh thường anh em phải không? Điện thoại di động tắt máy, tìm cậu thì cũng tìm không được. Trương Dương cười nói, cậu bớt nói đi, tôi không phải là đang bận sao? sắp bị mấy cái nhân tình này đè chết rồi. Khương Lượng nói, nhân tình của người khác cậu cho, nhân tình của tôi cậu càng phải cho, chuyện tìm công tác cho em vợ của tôi thế nào rồi. Trương Dương thở dài, hay đấy, vừa mới nói tình nghĩa anh em xong, bên này lại lôi công vi 5 c ra nói, hắn biết rõ rồi nhưng vẫn giả bộ hồ đồ em vợ của anh là ai. Khương Lượng cười mắng, tôi chỉ có một người em vợ thôi, cậu cho rằng người khác đều giống như cậu sao trương dương nói lý huy à đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng không được lanh lợi khương lượng nói người ta là thành thật đó đầu óc không có vấn đề nên chưa có người yêu thôi đây chính là nhiệm vụ gian khổ mà chị dâu của cậu giao cho tôi nếu như tôi làm không được cô ấy nhất định đòi ly hôn với tôi hạnh phúc cả nhà tôi đều đặt lên trên người của cậu bạn thân à cậu cho tôi một lời nói rõ ràng đi cái này cậu giúp hay không giúp trương dương nói như vậy đi trước tiên cứ kêu hắn đến làm dùng thử một thời gian nếu như không được thì anh tốt nhất là nên dẫn hắn đi chỗ khác làm khương lượng cười nói được tối nay cậu đến đi chị dâu của cậu nhất định mời ăn kia tôi gọi mấy tên còn lại đến luôn cái mặt mũi này cậu nhất định phải cho tôi trương dương nói nhà vợ có tiện hay không khương lương nói tôi vừa mới làm tân gia cậu còn chưa đến đây chúc mừng tôi đấy trương dương lúc này mới nhớ ra chuyện này Lúc Khương Lượng làm tân gia thì đúng lúc hắn đi đến Đông Giang, cho nên đã bỏ lỡ rồi." Trương Dương cười nói, "Được rồi, tối nay tôi nhất định đến, trong nhà còn cần cái gì, nói một tiếng tôi đem đến luôn." Khương Lượng nói, "Cái gì cũng đủ cả rồi, cậu chỉ cần vác cái thân của cậu đến là được." Trương Dương nói, "Đi tay không đến ngại lắm." Khương Lượng nói, "Nếu cậu thật sự thấy ngại thì viết cho tôi một bức tranh chữ đi, trên tường phòng khách nhà tôi vẫn còn để trống đấy." Trương Dương cười nói, được, tôi viết cho anh cái này, cờ đỏ bên trong chưa ngã, cờ màu bên ngoài đã liêu phiêu. Khương Lượng kêu lên, cậu dám. Trương 477, lòng người dễ đổi ba. Trương Dương chỉ là nói một chút mà thôi, cái loại chuyện phá hư nội bộ yên ổn đoàn kết của người ta hắn sẽ không làm. Khương Lượng là một người chồng tốt, đừng thấy bình thường ở cơ quan làm việc rất mạnh mẽ vang dội. Chỉ khi nào về đến nhà mới đóng vai một người chồng tốt một người cha tốt, con của hắn đã gửi qua nhà ông ngoại bà ngoại rồi, chỉ còn có hai vợ chồng Khương Lượng ở nhà thôi. Cái này nói chuyện cũng tiện, dù sao thì đám bạn chết tiệt của hắn cái gì cũng dám nói cả, tốt nhất là không nên tạo thành ảnh hưởng xấu đến con nít. Trương Dương làm xong công tác ở hiện trường sân bay xong rồi mới đi đến, đương nhiên trở thành người đến trễ nhất, hắn ở dưới lầu nhà Khương Lượng trùng hợp nhìn thấy Tần Bạch và Trầm Vi vừa dừng xe lại, hai người sắp kết hôn rồi. Đi đến chỗ nào cũng có đôi có cặp cả, Trương Dương cười tủm tỉm nói, hai người cũng vừa mới đến à? Tần Bạch nói, đến tặng quà cho đội trưởng Khương, chọn từ trưa đến giờ, mua cho anh ấy cái lò vi ba, Trầm Vi mở cửa sau ra, Tần Bạch đi đến vác lấy cái lò vi ba. Trương Dương chỉ mang theo một bức tranh chữ, trông có vẻ keo kiệt quá. Lúc này Đỗ Vũ Phong ở trên cao ngó xuống, kêu lên với bọn họ ở dưới làm cái gì vậy? Đi nhanh lên chứ, đang chờ các người đấy. Trương Dương cười cười, nhìn Trầm Vi một chút, cô y tá nhỏ này bây giờ đã trổ mã xinh đẹp hơn, xem ra Tần Bạch đã tắm tưới cho cô bé rất nhiều rồi. Nhà của Khương Lượng ở lầu 3, nhà số 371, sau khi vượt qua được bộ phận kiểm tra cuối cùng, đi lên lầu, vào trong nhà, Trương Dương đổi một bộ giày khác, vợ của Khương Lượng Lý Nguyệt Mai ra nghênh đón, không cần, phòng khách đều được lát gạch, không cần đổi giày. Trương Đại Quan Nhân cười cười nói, chị dâu không mời vào phòng ngủ xem thử sao. Trong phòng khách truyền ra tiếng cười của Ngưu Văn Cường, tôi nói thằng nhóc này đúng là liều mạng, ai cũng dám trêu chọc cả. Lý Nguyệt Mai cười nói, không sao cả, vất vả lắm mới tới một lần, đương nhiên là phải đi tham quan một chút. Cô ta kéo tay của Trầm Vi đi vào bên trong, Trầm Vi nói chị dâu, nhà của chị thiết kế thật đẹp. Lý Nguyệt Mai nói, có gì đâu, bọn chị lớn tuổi như vậy rồi, lắp đặt thiết bị đơn giản một chút là vào ở được rồi. Không giống như mấy người trẻ tuổi các em, đúng rồi, nhà mới làm xong chưa? Khi nào thì mời mọi người qua tham quan một chút." Trầm Vi đỏ mặt gật đầu. Tần Bạch nói ý, "Đã lắp xong thiết bị hết rồi, bọn em cũng chưa có làm gì, là anh Hải Long làm giúp bọn em cũng không tồi." Thường Hải Long chủ động nhận công tác lắp đặt thiết bị cho nhà mới của bọn họ, thừa dịp này lắp đặt cho cửa hàng mặt tiền của Tinh Toản, làm luôn nhà mới của bọn họ, cái này coi như là lễ vật tặng cho lễ kết hôn của bọn họ một đồng tiền cũng không lấy đây là do nể mặt mũi của tần thanh cả triệu tân vĩ và đỗ vũ phong đang ngồi hút thuốc và khói mù mịt trên ghế sofa trương dương đi qua nói tôi nói hai người có thể ra ngoài hút được không làm cho trướng khí mù mịt làm sao chúng tôi ngồi được triệu tân vĩ nói thị trưởng trương đã lên tiếng chúng ta mau ra ngoài hút đi khương lượng ở trong phòng bếp kêu lên nguyệt mai lấy cho anh hai củ tỏi trầm vi nói để em đi Mọi người cười tủm tỉm nhìn Tần Bạch, Lý Nguyệt Mai nói, Tần Bạch, thật là có phúc khí nha, tìm được một cô gái vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền nữa. Trương Dương nói, Tần Bạch cũng không khách khí, cái này gọi là môn đăng hộ đối, trai tải gái sắc. Tần Bạch chỉ vào cái lò vi ba, nói chị dâu, cái này là lễ vật em tặng cho nhà chị. Lý Nguyệt Mai nói, cần gì phải khách khí như vậy. Trương Dương nói, tôi không khách khí, chỉ viết một bức tranh chữ, xin bà chị vui lòng nhận cho. Lý Nguyệt Mai đã sớm nghe nói Trương Dương viết chữ rất đẹp, tràn đầy hy vọng mở bức tranh chữ của hắn ra, thấy bên trong viết huynh đệ như tay chân. Lý Nguyệt Mai là một nhà giáo rất có văn hóa, biết câu này còn thiếu một đoạn là thê tử như quần áo, Lý Nguyệt Mai chỉ vào mũi Trương Dương nói tốt, cậu đến xúi dục chúng tôi chia ly phải không? Trương Dương cười ha hả nói, chị dâu suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ là muốn biểu đạt tình cảm anh em thôi, về phần cái khác đúng là không có nghĩ. Như Văn Cường lên tiếng, huynh đệ như tay chân, thê tử như quần áo, tôi thấy chị dâu của chúng ta chính là đồ lót thiếp thân của Khương Lượng đây. Đỗ Phú Phong nói, đúng vậy, đồ lót thiếp thân, nhất là mặc 10 năm, cũng không thay ra. Lý Nguyệt Mai thấy cả đám nhóc này chưa đùa mình, cười nói, Đỗ Phú Phong, trở về tôi sẽ đem lời nói của cậu nói cho vợ cậu biết. Đỗ Vũ Phong vội vàng xua tay, nói, ngàn vạn lần đừng, nhà của em có một động vật bảo hộ cấp 1 của quốc gia, cọp Đông Bắc chính là một cọp mẹ hoang dại đó. Mọi người đều nở nụ cười. Lý Nguyệt Mai nói, không nói lung tung với các người nữa, mau dọn bàn đi, chúng ta ăn. Tay nghề nấu ăn của Khương Lượng rất là tuyệt, tất cả thức ăn tối hôm nay đều là do một tay hắn chế biến, như Văn Cường mang theo một chai rượu ngũ lương, nhà máy thuộc gia gần đây làm ăn không tồi, như Văn Cường cũng có đường làm ăn rộng mở. Cái chân chính khiến cho thằng nhãi này đắc ý chính là tình cảm của hắn và Đồng Hân Vũ đã có chút tiến triển, nhân tâm đã chiếm được rồi đương nhiên là trở nên hùng hồn huống chi ngưu văn cường vốn là một chuyên gia đỗ phú phong nói một chai rượu ngũ lương không đủ đâu ngưu văn cường nói yên tâm trong xe của tôi còn gần đây bận rộn làm nghiệp vụ của nhà máy cho nên thùng xe của tôi lúc nào cũng có hai chai rượu cả triệu tân vĩ nói vậy thì mới được nếu chúng ta đều uống say vậy thì ngủ ở chỗ nào khương lượng mang đồ ăn ra nói uống say thì ngủ ở đây Ba căn phòng bên trong tất cả đều là sàn gỗ, các người ngủ dưới đất hết. Lý Nguyệt Mai cười cười giúp Khương Lượng cởi tạp đề ra, Lão Khương, anh cùng bọn họ uống rượu đi, đừng để khách quý của chúng ta bị đói. Khương Lượng nói, Nguyệt Mai, em đi nấu hai con cá đi. Như Văn Cường nói, không cần phải phong phú như vậy. Khương Lượng nói, chị dâu của cậu làm món cá kho tuyệt nhất Giang Thành đó, không ăn là tổn thất của cậu. Lý Nguyệt Mai cười nói, được rồi anh đừng tâm bốc em nữa mọi người ngồi vây lại bàn ăn tần bạch mở chai rượu ra rót đầy cho mỗi người đến khi rót cho hắn thì lại đổi qua tuyết bích đỗ vũ phong nhất thời không vui tôi nói tiểu tần này sao cậu lại không uống tần bạch nói em lái xe mà ngưu văn cường nói lái xe không phải là lý do triệu tân vĩ cười nói để xe ở lại uống say thì đón taxi về tần bạch không muốn uống lúc này trầm vi đi vào trong bếp hỗ trợ hắn nhìn thoáng qua phòng bếp một chút, cầu xin nói các vị lão đại, em, em chuẩn bị có con. Mọi người đều bật cười to lên, mặt của tần bạch thì đỏ rừng lên, lúng lúng nói, lý giải muôn năm, lý giải muôn năm, hắn nói ra cái lý do này rồi, mọi người đương nhiên là không nguyễn cưỡng hắn uống rượu. chương 477, Lòng Người Dễ Đổi Bốn Khương Lượng Dơ Ly lên nói, đám bạn bè chúng ta đã lâu rồi không ngồi chung thế này, tôi đề nghị, trước tiên làm ba ly, sau đó nói thế nào đề nghị của hắn được nhất trí tán thành qua ba ly rượu khương lượng lại nói ngày hôm nay để tôi làm người nói đầu tiên chúc mừng trương dương thăng nhiệm thường ủy thành phố phong trạch làm chủ đề mỗi người kính hắn hai ly rượu thế nào vẫn được nhất trí tán thành trương dương nâng ly rượu lên cười nói đừng chơi xa luân chiến thật phiền phức cứ như vậy đi mỗi người uống hai ly rượu nhỏ tôi uống một ly rượu lớn Nguyên uống từng chút từng chút, thằng nhãi này đổ rượu trong ly của mình ra một ly uống trà lớn. Như Văn Cường khen, Trương Dương, tôi phục cậu nhất ở hai chuyện, một là tử lượng của cậu, hai là duyên con gái của cậu. Triệu Tân Vĩ nói, tử lượng của Trương Dương nếu xưng là đệ nhị Giang Thành, không ai dám tự xưng đệ nhất Giang Thành đâu. Trương Dương gắp một miếng thịt bò do tự tay Khương Lượng làm, khen, ngon thật, tay nghề của Lão Khương càng ngày càng tăng, tôi thấy cậu không thích hợp làm công an đâu, Thẳng thắn đi làm đầu bếp đi. Khương Lượng nói, cậu không biết đấy thôi, hồi còn bé nguyện vọng lớn nhất của tôi là đi làm đầu bếp, khi đó nghèo quá, tôi thấy đầu bếp nấu cơm cho người khác, có cái gì ngon đều là đi qua miệng của họ trước, trên đời này không có chuyện gì hạnh phúc hơn làm đầu bếp, sau này trưởng thành mới biết, đầu bếp cũng có đạo đức nghề nghiệp. Lý Nguyệt Mai mang một phần cá kho ra, cười nói, bây giờ anh cũng có cái bệnh đó thôi, lúc nấu ăn cũng bốc một miếng nếm thử, miếng thứ nhất luôn luôn là anh ăn. Cả đám đều nở nụ cười, bầu không khí gia đình như vậy làm cho mỗi người cảm thấy thoải mái. Trương Dương nâng ly lên đề nghị, lão Khương và chị dâu vất vả như vậy, chúng ta kính hai vợ chồng họ một ly, chúc bọn họ răng long đầu bạc, bách niên dai lão, trăm năm hảo hợp tái sinh quý tử. Lý Nguyệt Mai cười nói, "Trương Dương, cậu thật sự là biết nói đấy, lời này đối với chúng tôi không thích hợp đâu, cậu hẳn là nên nói với Tần Bạch và Trầm Vi đi." triệu tân vĩ nói hai câu trước còn có thể thông qua chỉ có câu cuối cùng là không được cậu không phải là buộc người ta phạm sai lầm chứ trái với chính sách kế hoạch hóa gia đình là sẽ bị đuổi việc đấy khương lượng nói một đứa con là đủ làm tôi đau đầu rồi xã hội bây giờ áp lực sinh hoạt quá lớn sinh nhiều con để làm gì lý nguyệt mai nâng ly rượu lên trương dương tôi phải kính cậu một ly trương dương cười nói chị dâu chị không cần khách khí với tôi như vậy Lý Nguyệt Mai nói, chuyện của Lý Huy tôi cầu cậu, quả nhiên là đem trọng tâm câu chuyện đến vấn đề công tác của em trai cô ta. Trương Dương nói, chị dâu, có chuyện tôi không rõ, em trai của chị rõ ràng có thể tiến vào trong hệ thống công an, vì sao không cho hắn đi theo anh Khương làm? Trương Dương hỏi rất đúng tình hình thực tế, chỉ bằng quan hệ của Khương Lượng trong hệ thống công an, chỉ cần nói một câu thì cậu em vợ tiến vào trong hệ thống công an hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Cần gì phải nhét lý huy vào trong ban chỉ huy xây dựng sân bay." Lý Nguyệt Mai thở dài nói, "Nhà của chúng tôi đã có một công an rồi, tôi với anh Khương của cậu kết hôn nhiều năm như vậy, cũng không thấy hắn sống yên ổn bao giờ cả, có vụ án, nửa đêm phải thức dậy, bận liên tiếp vài ngày không thấy mặt mũi đâu, mỗi khi hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi lại lo lắng vô cùng, nửa đêm có điện thoại vang lên, tôi lại sợ hết hồn, rất sợ có tin tức không tốt nào truyền đến, Khương Lượng đã như vậy, tôi cũng không thay đổi được tôi không muốn em trai tôi cũng làm công an. Không muốn lại thêm một người làm cho tôi lo lắng. Lời nói của Lý Nguyệt Mai đã làm cho tất cả mọi người im lặng xuống, Đỗ Phú Phong, Tần Bạch đều là hình cảnh, bọn họ vô cùng cảm động vì lời nói của Lý Nguyệt Mai, còn Trầm Vi thì cắn cắn môi, nắm chặt lấy bàn tay to của Tần Bạch. Khương Lượng nói, đang tốt đẹp, nói những chuyện không vui này để làm gì. Đỗ Phú Phong nói, chị dâu nói đúng, bọn em làm công an, nếu đã chọn con đường này thì phải đi tiếp, không làm thất vọng người khác, không làm thất vọng Huy Hiệu trên vành nóng, không làm thất vọng dân chúng cũng không làm chuyện có lỗi với người nhà. Nếu như cho em cơ hội lựa chọn lại lần nữa, em nghĩ em sẽ tiếp tục đi trên con đường này." Khương Lượng gật đầu nói, hạnh phúc lớn nhất của con người chính là có thể tìm thấy được cảm giác thành tựu trong sự nghiệp của mình, mà tôi vừa vặn tìm thấy được loại hạnh phúc này." Hắn nâng ly rượu lên nói, lời mạnh miệng không cần phải nói, tất cả đều ở trong rượu. Trương Dương nói, đúng vậy, tất cả đều ở trong rượu, chuyện của Lý Huy cứ giao cho tôi, nhưng mà tôi cũng nói trước nhé, nếu như hắn làm không được, thì sớm muộn gì tôi cũng đuổi hắn ra ngoài thôi. Lý Nguyệt Mai cười nói, được, nếu như nó không có bản lĩnh đó, cậu muốn giữ, chúng tôi cũng không cho nó ở lại đâu. Bọn họ ở nhà Khương Lượng uống đến 10 giờ tối mới kết thúc, trong các đấng mày dâu ở đây, ngoại trừ Trương Dương và Tần Bạch ra thì những người khác đều say, Tuy rằng Khương Lượng cực lực giữ mọi người ở lại ngủ, nhưng mà không ai có khả năng làm loại chuyện như vậy. Mọi người ngất ngưởng rời đi, Trương Dương đỡ lấy Nhiêu Văn Cường ôm lấy Triệu Tân Vĩ đi ra, còn Tần Bạch thì phụ trách nâng Đỗ Vũ Phong. Trương Dương giao Đỗ Vũ Phong cho Tần Bạch và Trầm Vi, để vợ chồng son bọn họ đưa Đỗ Vũ Phong về nhà, hắn ném Nhiêu Văn Cường và Triệu Tân Vĩ ra phía sau xe tải của mình. Nhiêu Văn Cường say rượu hét lớn uống chưa đã, muốn uống tiếp tâm tình của triệu tân vĩ tối nay cũng tăng vọt nói đi tôi mời ăn đồ nướng trương dương nghe hai người nói chuyện không còn rõ ràng cười lắc đầu nói quên đi tối nay không uống nữa đến chỗ của tôi ngủ triệu tân vĩ nói không muốn ngủ như văn cường nói ngủ một mình không được tôi muốn đồng hân vũ trương dương cười ha hả thật sự là rượu vào thì làm gan anh hùng to ra như văn cường cái gì cũng dám nói ra ngoài cả hắn lái xe chạy về chỗ ở của mình. Hai người ở phía sau ồn ào đòi đi uống rượu, Trương Dương nói, rượu là ma quỷ, uống nhiều sẽ say, chúng ta còn phải giữ suy nghĩ tỉnh táo để xây dựng đại nghiệp khoa học xã hội chủ nghĩa chứ. Như Văn Cường nói chuyện mơ hồ, tôi là một nhà tư bản, tôi chỉ muốn kinh doanh tốt. Nhà máy thuộc ra. Triệu Tân Vĩ nói, tôi không chịu nổi, không chịu nổi. Trương Đại Quan Nhân cười nói, người ta muốn đàn bà, cậu chịu không nổi cái gì triệu tân vĩ nói tôi muốn đi tiểu nếu cậu không dừng xe tôi sẽ tiểu lên xe của cậu trương đại quan nhân vội vã dừng xe lại con người uống say rồi cái gì cũng có thể làm cả ngay cả một người bình thường chú trọng đến hình tượng như triệu tân vĩ mà lúc này cũng có hình hài phóng túng triệu tân vĩ lắc lư xuống xe quay đầu vào cột điện mà đi suy suy, trương đại quan nhân lắc đầu rượu thật sự đúng là tai họa triệu tân vĩ đi xong còn run run mấy cái Mắt say lờ đờ nhìn về phía trước khu trò chơi. Kim toa, à, Trương Dương, chúng ta vào đó chơi đi. Trương Dương nghe đến hai chữ kim toa liền không khỏi sửng sốt, đưa mắt lên nhìn, thấy trên hộp đèn cách đó không xa có năm chữ rất lớn, khu trò chơi kim toa. Chương 478, cha con vui vẻ một. Trương đại quan nhân đã từng nói qua, chỉ cần ngày nào mình còn ở Giang Thành thì trên mặt đất Giang Thành sẽ không có hai chữ kim toa, chỉ là chuyện này còn chưa qua được bao lâu thì hai chữ kim toa lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Trương Dương có chút tò mò, rốt cục là ai mở cái kim toa này, khu trò chơi kim toa rốt cục có phải là cùng một loại với cái mà lúc trước mình đập hay không? Mang theo nghi vấn tràn ngập, Trương Dương cùng Triệu Tân Vĩ, Ngưu Văn Cường ba người đi vào. Triệu Tân Vĩ đi vào khu trò chơi 1942, còn Ngưu Văn Cường thì ngồi trước máy đánh mặt trược, đưa vài tờ tiền cho người phục vụ nói cho tôi một phần. Trương Dương nao nao, Lúc trước hắn chưa từng đến những chỗ như vậy bao giờ, không nghĩ ra đây là đánh bạc. Hắn thấp giọng nói với Nghiêu Văn Cường, cái này không phải là đánh bạc sao? Nghiêu Văn Cường cười cười nói, cái khu trò chơi này hay, hay lắm, cậu chờ đi, tôi cho cậu xem mỹ nữ thoát y. Trương Dương nhìn theo một chút, mỹ nữ đối chiến với Nghiêu Văn Cường đúng là có cởi ra thật, chỉ là chưa cởi ra đến đâu thì đã thua hết tiền rồi, thằng nhãi này tức đến nổi cởi áo khoát ra vẫy tay với người phục vụ ném thêm 100 đồng nữa. Trương Dương nói, đừng chơi nữa, đều là gạt người. Như Văn Cường nói, mẹ kiếp, cái máy này khẳng định có gian lận. Trương Dương không có hứng thú với mấy trò chơi này, cái hắn cảm thấy hứng thú thật sự chính là chủ nhân ở đây, rốt cuộc là ai đã mở cái kim toa này. Thừa dịp người phục vụ đi lấy tiền, Trương Dương hỏi, ông chủ của các người có ở đây không? Người phục vụ nói, anh hỏi ông chủ mã à? trương dương nghe thấy ba chữ ông chủ mã nhất thời nghĩ đến mã ích lượng hắn cười lạnh nói mã ích lượng người phục vụ gật đầu nói anh cũng biết ông chủ của chúng tôi à trương dương cười ha hả một tiếng nói với người phục vụ anh đi thông báo cho ổng biết nói là trương dương đến người phục vụ nói ông chủ không ở đây khẳng định là đi nghỉ ngơi rồi trương dương gật đầu lấy điện thoại ra gọi cho tần bạch tần bạch vừa đưa đỗ vũ phong về nhà Nhận được điện thoại của Trương Dương còn tưởng là xảy ra chuyện gì. Trương Dương nói, tổ chức đội ngũ đến kiểm tra kim toa cho tôi, chỗ này nghi ngờ là đánh bạc. Trương Dương nói điện thoại xong, liền kéo Ngưu Văn Cường và Triệu Tân Vĩ rời khỏi kim toa. Ba người đi vào trong xe, Triệu Tân Vĩ và Ngưu Văn Cường còn chưa tỉnh rượu, mơ mơ màng màng theo Trương Dương xem náo nhiệt, đại khái là khoảng 10 phút sau thì thấy cửa lớn của kim toa đóng lại, Trương Dương không khỏi nhíu mày. Triệu Tân Vĩ hỏi, có tình huống. Lúc này Trương Dương mới đem mọi chuyện nói ra cho hắn biết, Triệu Tân Vĩ dù sao thì cũng xuất thân là công an, mặc dù có 7 phần men say nhưng vẫn có thể nhìn ra cái gì đó, thấp giọng nói, không cần hỏi, có người đã sớm báo tin rồi. Lại qua thêm 10 phút nữa, Tần Bạch dẫn người chạy đến, Tần Bạch đi xuống xe, thấy cửa lớn của khu trò chơi Kim Toa vẫn đóng dĩa 8A5T, không khỏi nao nao, liền nói với Trương Dương, mọi người đâu. Trương Dương nói, khẳng định là người bên trong để lộ tin tức, mặc kệ nó, đập cửa đi, xảy ra bất cứ chuyện gì tôi đều chịu trách nhiệm. Tần Bạch là người sống rất có nguyên tắc, nhưng mà khi ở cùng một chỗ với Trương Dương, cho đến giờ hắn vẫn chưa thể làm tròn được hai chữ nguyên tắc này cả. Đây là bởi vì hắn tin tưởng Trương Dương, Tần Bạch ra lệnh một tiếng, đập cửa lớn của khu trò chơi Kim Toa. Tiếng động phá cửa đã làm hấp dẫn Nhiêu Văn Cường và Triệu Tân Vĩ, hai người lúc này đã có chút tỉnh rượu, Ngưu Văn Cường bây giờ mới nhận ra hai chữ kim toa trên cửa, không khỏi cười nói, Trương Dương, có người muốn chống đối cậu kia, cậu không phải nói là chỉ cần ngày nào cậu còn ở Giang Thành thì ngày đó không có hai chữ này sao? Mới được vài ngày, lại xuất hiện rồi. Trương Dương mỉm cười, hắn cũng có chút kỳ quái, mà ích lượng lần trước bị mình dạy dỗ một bài học khác rất là sâu, chỉ là còn chưa được bao lâu thì đã quên mất bài học này rồi, lá gan lại lớn ra mở một khu chơi game tại Giang Thành. Còn dùng tên Kim Toa nữa, theo Trương Dương thấy, Mã Ích Lượng là một kẻ ngu si, đích thật là một tên xương cứng bị ngứa. Nhìn thấy cái hộp đèn treo trên cao, Trương Dương lắc đầu, nhặt một cục đá từ dưới đất lên, hung hăng ném đi, hộp đèn bị bể một mảnh lớn, như Văn Cường và Triệu Tân Vĩ cũng bắt trước theo hắn, cầm gạch lên mà ném, con người sau khi uống rượu vào thường thường hay tìm một chỗ để phát tiết, bạo lực chính là một trong các biện pháp hữu hiệu nhất không thể nghi ngờ rồi. Ba người ném bể hộp đèn của kim toa xong, Ngưu Văn Cường vỗ vỗ tay nói, chỉ cần ngày nào Ngưu Văn Cường tôi còn ở Giang Thành, thì ngày đó sẽ không có hai chữ kim toa này. Ba người đồng thời cười ha hả. Thân là ông chủ của kim toa nhưng mã ích lượng từ nãy đến giờ vẫn không thấy xuất hiện, điều này làm cho Trương Dương cảm thấy kỳ quái. Mã ích lượng mở khu trò chơi kim toa này có mục đích gì, lẽ nào là chờ mình đến đập. Con người khi đê tiện là vô địch rồi, chỉ là không biết thằng nhãi đó có đê tiện đến trình độ này hay không sáng sớm ngày hôm sau vinh bằng phi đã gọi điện thoại đến cho trương dương gã không nhịn được oán giận nói trương dương cậu làm cái gì vậy trương dương nói không làm cái gì cả giúp đỡ công an bắt bài bạc vinh bằng phi nói khu trò chơi kim toa không có hành vi phạm pháp nào cả mà ích lượng lên tỉnh tố cáo chúng ta trương dương cười nói có phạm pháp hay không ai mà không rõ ràng bên trong có nhiều máy đánh mạt trượt như vậy căn bản là đánh bạc vinh bằng phi nói dù sao thì tỉnh cũng không được hài lòng về chuyện này nói chúng ta chấp pháp dã man cậu không thể yên tĩnh một chút được hay sao mà ích lượng coi như là một bãi phân chó cậu dẫm một lần là đủ rồi còn phải dẫm thêm một lần nữa à cho dù dẫm bẹp nó cậu cũng dính dơ đồ có ý tứ sao trương dương nói tôi đã nói rồi chỉ cần ngày nào tôi ở giang thành thì sẽ không có hai chữ kim toa xuất hiện chính là hắn xem thường tôi vinh bằng phi nói tôi nói cho cậu biết người ta có máy quay phim tại hiện trường mấy người vào bên trong làm gì đều có ghi lại cả cậu nói hắn mở sòng bạc cậu cũng không sạch sẽ các người đến sòng bạc làm gì còn chơi lâu như vậy bây giờ hắn quay lại nói cậu quan báo tư thù cả chúng tôi cũng bị lôi vào trương dương nói hắn là cái thá gì anh đừng để ý đến hắn tôi xem hắn dám làm cái gì vinh bằng phi bất đắc dĩ thở dài nói thật sự không cần phải làm vậy dù sao thì cũng nên chừa một đường sốt không cần phải đuổi cùng giết tận." Trương Dương nói, hắn mở khu trò chơi tôi mặc kệ, nhưng vì sao phải lấy tên Kim Toa, không phải là cố ý gây chuyện chứ? Chương 478, cha con vui vẻ hai. Vinh Bằng Phi nói, Sở trưởng Vương đã nói chuyện với tôi rồi, dù sao thì nếu lần sau cậu muốn đập quán người ta thì cũng đừng có làm chúng tôi liên lụy vào. Trương Dương nói tốt, cục trưởng Vinh, tôi biết rồi, sau này tôi không tìm các người, anh cũng đừng tìm tôi. Vinh Bằng Phi nghe ra thằng nhãi này đã nổi nóng, thở dài nói thật là. Cậu đã là thường ủy của thành phố Phong Trạch rồi, cảnh giới cũng nên cao lên. Bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã cũng vì chuyện này mà gọi điện thoại đến, trong khu trò chơi có máy quay phim, ba người Trương Dương đi vào trong chơi tất cả đều được quay lại hết, tình cảnh Trương Dương đập kim toa cũng bị người ta quay lại, những tài liệu này được đưa đến chỗ ủy ban kỷ luật, ủy ban kỷ luật thấy là chuyện của Trương Dương, không dám tự ý làm chủ lập tức báo cáo cho bí thư thị ủy đỗ thiên giã đỗ thiên giã cũng không trách cứ trương dương câu đầu tiên ông ta nói là sao cậu lại không cẩn thận như vậy bị người ta bắt được nhiều nhược điểm như thế trương dương cười cười nói lúc đầu tôi chỉ cảm thấy mã ích lượng đê tiện thôi không ngờ rằng hắn ta vẫn còn chút đầu óc mở khu trò chơi ra đặc biệt chờ tôi đến đập cái giá này cũng khá là lớn đỗ thiên giã nói bây giờ cậu nên nghĩ lại đi người ta mở khu trò chơi đặt tên là kim toa mục đích là muốn gài bẫy cậu. Cậu từng tuyên bố với nhân dân Giang Thành, nói chỉ cần ngày nào cậu còn ở Giang Thành, thì thấy kim toa nhất dịnh đập, bây giờ được rồi, cậu đập cũng đập rồi, hình ảnh cũng bị người ta quay lại, cậu nói người ta mở sòng bạc, còn chính cậu thì lại đến sòng bạc chơi. Trương Dương nói, đám lo choi này cũng biết chơi kỹ xảo nhĩ. Đỗ Thiên Giã nói, mặc kệ người ta chơi cái gì, cậu cũng đừng có lọt vào trong, bây giờ thì hay rồi, tự mình chọc phải phiền phức, còn làm phiền cả hệ thống công an nữa. Trương Dương nói, chờ tôi đi gặp Mã Ích Lượng, không đấm cho hắn gãy hết răng là không được. Đỗ Thiên Giã nói, thôi được rồi, cũng không phải chuyện lớn gì, sau này cậu làm việc đừng có như thế nữa, Trương Dương, lát nữa tôi sẽ nói với Mã Ích Dân một chút, kêu hắn mang Mã Ích Lượng đến nói chuyện, thu xếp chuyện này xuống. Trương Dương nói, tôi chỉ là không rõ ràng thôi, trên đời này còn có người đê tiện vậy sao? Đỗ Thiên Giã nói, chuyện cậu không rõ còn rất nhiều, đã làm thường ủy của Phong Trạch rồi, cảnh giới tư tưởng của cậu cũng nên đề cao lên một chút, chỉ trong một ngày mà Đỗ Thiên Giã đã là người thứ hai nói ra câu này rồi. Trương Dương rất buồn bực, cảnh giới tư tưởng của Minh thật sự là thấp kém như vậy sao? Càng làm cho Trương Dương căm tức chính là, trên hộp đèn quảng cáo ở giữa Giang Thành xuất hiện dòng chữ Kim Toa, trên mặt viết, tiệm bánh ngọt Kim Toa long trọng khai trương. Trương Dương nhìn hai chữ kim toa trên hộp đèn quảng cáo, nhìn đến hai phút, không khỏi nở nụ cười, lúc đầu thì hắn còn chút căm tức, chỉ là bây giờ chuyện này càng ngày càng thú vị, chuyện của mã ích lượng chỉ là một bắt đầu thôi, chỉ dựa vào thằng nhãi đó căn bản là không có đầu óc, càng không có cái can đảm này, dựa theo cách nói văn vẻ, thì đây là một kế hoạch được bày mưu trước, và tất cả đều là hành động nhằm vào cá nhân Trương Dương, Trương Dương không phải là nói chỉ cần một ngày ở Giang Thành, sẽ không có hai chữ kim toa này sao? Biết ngươi mẫn cảm, ta chính là muốn dùng hai chữ này để kích thích ngươi đấy." Trương Đại Quan Nhân lần này không có xúc động, lần đầu tiên đập kim toa thì rất hãnh diệt, lần thứ hai đập kim toa thì có cảm giác giống phải cứt chó, lần thứ ba này, không thể đập nữa, đập nữa thì sẽ làm cho cười cho người trong nghề, dựa theo cách nói của người khác chính là cảnh giới quá thấp. Trương Đại Quan Nhân cũng ý thức được, không thể chú trọng hình thức, cần phải tìm vào nguyên căn, tìm người khởi xướng chuyện này. Người mà Trương Dương hoài nghi đầu tiên chính là Vương Quân Giao, hộp đêm kim toa chính là do bà ta mở, Trương Dương đập hộp đêm của bà ta, đuổi bà ta ra khỏi khu thương nghiệp Nam Lâm Tự. Cục tức này Vương Quân Giao sẽ không dễ dàng nuốt xuống, lần trước hòa hợp chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Trương Dương lặng lẽ hỏi thăm một chút, chủ của tiệm bánh kim toa này không phải là Vương Quân Giao, cũng không có liên quan gì đến mã ích lượng cả, chủ của tiệm này là người từ bên ngoài đến. Trương Dương còn chưa có tìm ông chủ của bọn để nói chuyện, thì tất cả xe taxi đã nhận được danh thiếp của tiệm bánh kim toa, cái này thì hay rồi, trên đường đi đều là quảng cáo của tiệm bánh kim toa, hình thành một đạo phong cảnh đặc sắc. Cái này chính là thị uy một cách trắng trợn với Trương Dương đây mà, lời tuyên bố của Trương Đại Quan Nhân trước đó được rất nhiều người biết, bây giờ nhảy ra nhiều kim toa như vậy, Trương Dương cho dù vinh váo cỡ nào cũng không thể đuổi hết tất cả kim toa ra khỏi giang thành được. Đối mặt với thế công quảng cáo ùn ùn kéo đến của kim toa, Trương Đại Quan nhân cũng chỉ có thể nhắm một con mắt lại mở một con mắt ra, tích cực trong chuyện này cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào hết, tìm ra người phía sau mới là quan trọng. Ngay trong lúc Trương Dương đang suy nghĩ nên tìm ra người đứng sau như thế nào, thì Vương Quân giao chủ động tìm đến ban chỉ huy hiện trường sân bay Giang Thành, tuy rằng Trương Dương cực kỳ hoài nghi chuyện này có liên quan đến người đàn bà này, nhưng mà biểu hiện bên ngoài cũng tương đối khách khí, mỉm cười mời Vương Quân giao ngồi xuống, "Hải Sắt phu nhân, ngọn gió nào thổi bà đến đây vậy?" vương quân giao cười nói lần này tôi đến đây là vì có chuyện muốn nói với cậu trương dương tự mình đi pha trà cho vương quân giao vương quân giao cầm lấy nói lời cảm ơn sau đó mở túi ra lấy một gói thuốc lá đưa qua trương dương trương dương lắc đầu nói không hút vương quân giao rút ra một điếu rồi tự châm lửa hút thị trưởng trương tôi vừa đến giang thành nghe nói có một chuyện khu trò chơi kim toa và quảng cáo đầy đường của tiệm bánh kim toa không liên quan đến tôi Trương Dương mỉm cười nhìn Vương Quân Giao, trong lòng nói giấu đầu lòi đuôi sao. Vương Quân Giao nói, tôi không muốn cậu hiểu lầm, xảy ra loại chuyện này, dựa theo tư duy của người bình thường đều cho rằng việc này có khả năng liên quan đến tôi, thời gian chúng ta biết nhau cũng tương đối ngắn, cậu không biết phong cách làm việc của tôi, nếu như tôi đã làm chuyện này thì cũng không sợ thừa nhận, nhưng chuyện này rõ ràng là có người cố ý làm vậy, muốn vụ oan cho tôi, phá hư quan hệ của chúng ta, trương dương cười nói mã ích lượng lúc trước là nhân viên của bà vương quân giao nhíu nhíu mày nói đã là chuyện quá khứ rồi sau khi kim toa đóng cửa đã không còn liên lạc nữa tôi cũng không biết vì sao hắn lại làm chuyện như vậy thị trưởng trương tôi đã lớn tuổi như vậy rồi cũng có thân phận địa vị nhất định tôi sẽ không làm ra cái loại chuyện hạng ba như vậy trương dương gật đầu nói hải sắt phu nhân quá nhạy cảm rồi thật ra chuyện này tôi căn bản là không nghĩ đến bà hơn nữa căn bản là tôi cũng không lưu ý. Vương Quân giao thở dài nói, tôi phải là tôi nhạy cảm, tôi trở về nước mới phát hiện ra, có nhiều chuyện không đơn giản như tôi tưởng tượng, quan hệ của người với người trong nước đã trở nên phức tạp hơn lúc tôi rời đi, giữa người và người đã tràn ngập những ước chừng ác ý. Chương 478, cha con vui vẻ ba. Trương Dương cười cười nói, có lẽ là do phu nhân ở nước Mỹ quá lâu rồi, cho nên mới không thích ứng được Vương quân giao cười thản nhiên, nói thay đổi hẳn không phải là tôi. Bà phà ra một hơi thuốc, nhẹ giọng n ói, lần này tôi còn một chuyện muốn nhỏ. Trương Dương cười nói, có thể giúp tôi nhất định sẽ hết sức. Vương quân giao nói, cậu hẳn là cũng biết, tôi ở nước Mỹ làm nghề giải trí, có quan hệ rất tốt trong giới điện ảnh Hollywood. Khi đi đến Giang Thành, tôi nhìn chúng quan cảnh nhân văn và phong cảnh tự nhiên ở đây. Hai ngày trước đến núi Thanh Thai, thấy được căn cứ ngoại cảnh của điện ảnh Hong Kong xây tại đó, bọn họ xây dựng thiếu quy hoạch tôi dự định bỏ vốn khởi công xây dựng một khu giải trí điện ảnh sơ bộ lúc đầu chọn dưới chân núi thanh thai trương dương hỏi ngược lại một câu vì sao tìm tôi vương quân giao cười nói tôi đã tìm hiểu qua việc này bây giờ cậu là người thích hợp nhất hơn nữa còn có nhiều hạng mục quan trọng hợp tác với an tiểu thư cậu biết đấy tôi và cô ta không quen thuộc lắm trương dương cười nói tốt tôi giúp bà liên lạc một chút nhưng mà tôi không có khả năng tự mình đi làm chuyện này được, dù sao thì tôi còn có công tác của sân bay mới cần phải làm. Vương quân giao nói, vậy cảm ơn cậu, bà đứng dậy muốn ra về. Xuất phát từ lễ phép, Trương Dương đứng dậy đưa tiến. Vừa đi ra đến cửa thì nghe thấy một âm thanh giòn vang kêu lên, ba ba. Trương Dương nghe thấy âm thanh đó nhất thời cảm thấy ấm áp, nhìn vào trong sân, Tần Manh Manh đã nắm bàn tay nhỏ bé của Tần Hoan đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tần Hoan bởi vì nhìn thấy Trương Dương mà kích động kêu lên, sau đó buông tay của Tần manh manh ra liều lĩnh chạy đến hướng này. Trương đại quan nhân cũng mặc kệ vương quân giao luôn, bước thật nhanh đi xuống lầu, đến chỗ góc cầu thang đón lấy Tần Hoan và ôm đứa nhỏ vào lòng, vỗ về khuôn mặt mùm mỉm của Tần Hoan, trong cầu thang vang lên tiếng cười vui vẻ của cả hai cha con. Tần Hoan trải qua trị liệu bên nước Mỹ đã hồi phục khỏe mạnh, thân thể cũng hoàn toàn khôi phục, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trong đôi mắt tràn ngập thần thái khỏe mạnh ôm lấy cái cổ của trương dương hôn hai cái lên mặt của hắn ba con rất nhớ ba trương dương ôm lấy tần hoan phiền muộn hai ngày qua trong lòng đã biến mất ba cũng nhớ con sao lại đột nhiên trở về không kêu ba ra sân bay đón con tần hoan cười nói mẹ nói muốn cho ba một bất ngờ tần manh manh mỉm cười đi đến cầu thang đến trước mặt của trương dương nhẹ giọng nói anh trương dương gật đầu Tần Manh Manh nhận từ Lập Hoa làm mẹ nuôi, đã là em gái nuôi của hắn. Trương Dương nói, trở về thì tốt rồi, buổi chưa ăn gì, anh mời khách. Lúc này Vương Quân Giao cũng đã đi xuống lầu, cười nói, đây không phải là Manh Manh sao. Tần Manh Manh bất ngờ nói, hải sát phu nhân. Trương Dương không ngờ rằng hai người lại quen biết nhau, thì ra khi Vương Quân Giao còn ở nước Mỹ đã từng gặp mặt hai mẹ con Tần Manh Manh, chỉ là không biết hai mẹ ơn lại có một tầng quan hệ này với Trương Dương mà thôi tần hoan cũng kêu lên một tiếng chào bà vương quân giao cười nói thật sự là không ngờ trước kia không có nói về mối quan hệ này tần manh manh vội vàng giải thích trương dương là cha nuôi của tần hoan cũng là anh nuôi của em vương quân giao mỉm cười nói người một nhà a à, tôi không làm phiền các người đâu dành thời gian cùng nhau đi ăn đi bà đưa danh thiếp của mình cho tần manh manh rãnh rỗi nhất định phải gọi điện cho tôi nhé vương quân giao đi rồi trương dương đưa hai mẹ con tần manh manh trở về phòng làm việc của mình lấy đồ uống cho tần hoan rồi đi pha trà cho tần manh manh tần manh manh nói lúc còn ở nước mỹ hải sắt phu nhân đã qua nhà của mã cách lệ đặc vài lần cho nên bọn em có biết nhau trương dương nói hai người về khi nào vậy yên nhiên đâu tần manh manh cười nói nhớ cô ấy sao trương dương cười ha hả nói có một chút tần hoan nói mẹ nuôi còn có một vài việc cần xử lý nói lễ quốc khánh sẽ trực tiếp bay về bắc kinh trương dương gật đầu tần manh manh nói em muốn đưa tần hoan đến trường không muốn để việc học của nó bị dừng lại lâu quá cho nên mới về sớm hơn nữa em nghe nói mẹ nuôi bị bệnh cho nên trở về sớm để thăm mẹ trương dương nói đã khỏe lại rồi tần manh manh cười nói biết là thế nhưng mà trong lòng luôn không yên cô thiếu đi hơi ấm gia đình cho nên rất hợp ý với từ lập hoa trương dương nói buổi chiều nay anh cũng không có chuyện gì chúng ta cùng nhau về xuân dương anh gọi điện thoại trước để cho nhà chuẩn bị tần manh manh liền nói không cần chuẩn bị gì đâu em và tần hoan ở vài ngày thôi trương dương cầm lấy điện thoại lên chuẩn bị gọi điện thì điện thoại di động vang lên là hình chiêu huy gọi đến hình chiêu huy gọi điện đặc biệt thông báo về tình huống của vương quân giao hình chiêu huy nói hải sắt phu nhân này tên cũ là vương quân giao là em gái của sở trưởng công an tỉnh Bình Hải Vương Bá Hành. Trương Dương cười khổ nói, lãnh đạo à, có thể nói cái khác hay ho hơn một chút được không, cái này tôi biết hết rồi. Hình Chiêu Huy nói, thời gian cách mạng thì ở tại quê nhà, lúc đó có làm thanh niên tri thức, sau đó nhập cư trái phép đến Hong Kong, rồi sau đó đi đến Mỹ, cũng giống như nhiều người Hoa đi đến Mỹ, làm công từ rửa chén mà lên. Xây dựng một chút sự nghiệp, rồi mở một quán ăn Trung Hoa tại nước Mỹ, rồi trở thành chùm ẩm thực, đến bây giờ trên các con phố lớn của Mỹ đều có nhà hàng của bà ta, châu Âu cũng có chi nhánh của bà ta, sau khi sinh ý kiêu ngạo thì tiến quân vào ngành giải trí, đã từng kết hôn một lần, gả cho một phú ông giàu có, kết hôn không được một năm thì người chồng mắc bệnh chết, để lại cho bà ta một số tài sản lớn. Trương Dương nói, cái này tôi biết hết rồi, những tư liệu của anh giống như là chưa nói vậy. Hình Chiêu Huy nói, có một điểm cậu không biết, lúc vương quân giao còn ở quê nhà thì có quan hệ rất gần với một người thanh niên theo tình huống tôi được biết thì lúc đó hai người đang yêu nhau mối tình này kéo dài đại khái khoảng 2 năm sau đó vương quân giao đi đến hong kong đoạn tình cảm này cũng chấm dứt nhưng mà những thanh niên tri thức trong nhóm của bọn họ ai cũng biết về chuyện này cả trương dương bắt đầu có hứng thú ai vậy mối tình đầu của bà ta là ai hình chiêu huy dừng lại một chút rồi mới nói hứa thường đức tình trường đời trước của tỉnh bình hải hứa thường đức Trương đại quan nhân nghe xong cái tin tức này nhất thời sửng sốt, hứa thường đức lại từng yêu vương quân giao, mà căn cứ theo suy tính thời gian thì, hai người đều là mối tình đầu của nhau. Trời ạ, à, thảo nào vương quân giao lại đột nhiên chạy đến Giang Thành mở kim toa, người đàn bà này không phải là muốn đến báo thù cho hứa thường đức chứ. Audio điện tử võ tấn bền chương 478, cha con vui vẻ 4 Hình Chiêu Huy nói: Những cái tôi biết chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu như cậu còn muốn tìm hiểu thêm tư liệu, thì tự mình đi thăm dò đi. Tôi có tìm được ảnh chụp của bọn họ ngay lúc đó, còn có danh sách nhân viên của thời điểm đó, đều đã gửi qua cho cậu. Hai ngày nữa sẽ nhận được. Trương Dương nói cảm ơn. Hắn thật lòng thật tâm cảm ơn. Phần tư liệu mà Hình Chiêu Huy cung cấp cực kỳ quan trọng. Trương Dương biết Hứa Thường Đức chết như thế nào. Nếu như không phải là do mình điều tra được bằng chứng tham ô hối lộ của Hứa Thường Đức thì hứa thường đức cũng sẽ không đi đến đường cùng hứa ra dũng cũng vì chuyện này mà thù hận mình còn vương quân giao nếu như bà ta và hứa thường đức lúc đầu có tình cảm rất sâu vào thì bây giờ có thể đi đòi lại công đạo cho người yêu hay không tần manh manh cũng nhìn ra vẻ mặt của trương dương hơi khác thân thiết hỏi anh có phải là có việc hay không trương dương lắc đầu mỉm cười nói chuyện công tác thôi đi chúng ta về xuân dương mẹ con tần manh manh đến làm cho từ lập hoa vô cùng mừng rỡ, bà nắm tay của tần manh manh không buông, trương dương thì mang tần hoan đi chơi đá cầu ngoài sân. Hai anh em triệu lập quân triệu lập võ đều đã thành ra hết rồi, bởi vì có trương dương chiếu cố, cho nên cũng có cuộc sống gia đình tạm ổn, triệu thiết sinh hai năm nay cũng đã thay đổi tính tình rất nhiều, cũng trở nên quan tâm từ lập hoa hơn, thấy con gái nuôi đến, triệu thiết sinh cũng vội vàng đi mua đồ về làm cơm, nhận trách nhiệm nấu bữa cơm hôm nay. Trương Dương chơi với Tần Hoan một hồi, lo lắng thân thể của Tần Hoan không chịu nổi, cho nên đã đưa Tần Hoan trở về nghỉ ngơi. Từ lập hoa mang Tần Hoan đi rửa mặt, Trương Dương ngồi xuống đối diện Tần Manh Manh, mỉm cười nói có tính toán gì chưa? Chuẩn bị đưa Tần Hoan đi học trường nào? Tần Manh Manh nói, em đã nhờ người tìm công việc tại Đông Giang rồi, học viện Minh Châu Đông Giang, một khu đại học dân lập, em vào đó dạy học hệ tiếng chung, chỗ đó là khu giáo dục, rất có danh tiếng chuẩn bị để cho Tần Hoan vào trường tiểu học thuộc trường Đông Giang. Trương Dương nói, chuyện trường học có xác định chưa? Có cần anh hỗ trợ không? Tần Manh Manh cười nói, không cần, em có bạn học ở đó. Trương Dương nói, khi nào thì chính thức qua. Tần Manh Manh nói, em ở Xuân Dương vài ngày, cuối tuần đến Kinh Thành, thu xếp hết công việc, Tần Hoan và em sẽ cùng đi, đã nhiều năm qua rồi, em cũng chưa dẫn nó về nhìn nhà của mình quê hương của mình, nhắc đến chuyện này thì tần manh manh lại cảm thấy áy náy. Trương Dương gật đầu nói, mượn cơ hội này dẫn nó đi chơi một chút đi, hết lễ quốc khánh anh đến. Tần manh manh mỉm cười nói, yên nhiên ở nước Mỹ cả ngày đều nhắc đến anh, em thấy anh nên nhanh chóng cưới cô ấy về đi, một cô gái xuất sắc như vậy, để ở nước Mỹ anh yên tâm sao? Trương Dương cười nói, bây giờ quốc gia đề sướng kết hôn muộn, anh là cán bộ đảng viên phải làm gương tốt. Lúc này Tần Hoan chạy về, cầm lấy một quả táo lớn, vui vẻ hớn hở nói: "Ba, ông nội cho nói ngày mai dẫn con đi câu cá." Trương Dương cười nói tốt, chỉ cần con chịu nghe lời, hai ngày nay muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhìn khuôn mặt ngây thơ vui vẻ của Tần Hoan, trong tận đáy lòng của Trương Dương cũng cảm thấy vui mừng. Thân thể khỏe mạnh chỉ là một chuyện, từ nhỏ Tần Hoan đã thiếu đi tình thương của người cha, tâm hồn đã bị tổn thương không ít, có thể có được một hoàn cảnh thoải mái, làm cho tâm lý của Tần Hoan từ từ khôi phục lại đây mới là điều quan trọng tần hoan chạy vào bên trong trương dương nhìn theo bóng lưng của đứa nhỏ nói tiểu hoan đã cởi mở hơn rất nhiều tần manh manh nhỏ giọng nói ít nhiều gì cũng đều nhờ anh trương dương cười nói em là em gái của anh giúp em là điều đương nhiên triệu thiết sinh đã làm xong bữa tối kêu mọi người qua ăn ông đi gọi điện cho hai đứa con về một lát trở về không khỏi thở dài nói hai đứa nó đều ở nhà vợ ăn cơm không về Tôi coi như là nhìn thấu rồi, hai đứa con này coi như không dùng được." Trương Dương cười ha hả nói, "Chú Triệu, chú cũng nhìn ra mà, bình thường thời gian bọn họ ở cùng chú cũng nhiều vậy." Triệu Thiết Sinh nói, "Không nhắc đến tụi nó nữa, chúng ta ăn." Cả nhà ngồi xuống dùng cơm, Triệu Thiết Sinh gắp cho Tần Hoan một con cua lớn, nhìn nhìn Trương Dương một chút, nói, "Tam Nhi, chú nghe nói hai ngày trước con đến Đông Giang, có đi thăm em gái của con không?" Trương Dương gật đầu nói, "Gặp rồi." cùng ăn một bữa cơm, nhà đầu này bây giờ rất có năng lực, trong lúc nghỉ hè đi kinh doanh kiếm được không ít tiền lời, bạn của con cũng khen em nó là một cao thủ tiêu thụ. Triệu Thiết Sinh nói, con gái đi làm tiêu thụ cái gì, xuất đầu lộ diện không có tốt đâu. Tần manh manh mỉm cười nói, chú Triệu, bây giờ là thời đại mới rồi, con gái bây giờ ra bên ngoài làm việc rất nhiều, chú xem tivi nhiều hẳn cũng biết, có nhiều quản lý giám đốc đều là nữ cả. Từ lập hoa nói, dì cũng không muốn nó đi làm cái gì cả, con gái không có tài mới là đức, dì mong nó có thể sống yên ổn bình an được rồi, sớm định chuyện kết hôn, sớm gả cho người ta thì dì mới yên tâm được. Trương Dương nói, mẹ, tiểu tĩnh còn chưa tốt nghiệp đại học mà, mẹ đã sốt ruội đuổi em nó đi lấy chồng rồi sao? Từ lập hoa thở dài nói, Tam Nhi, nó và Đinh Bân kia quan hệ thế nào rồi? Hai đứa đã đến trình độ nào? Trương Dương nói, ngoài mặt thoạt nhìn cũng được. Triệu thiết sinh nói, chú cuối cùng luôn thấy không nỡ, đứa nhỏ đinh bân này chú đã thấy qua, có chút ngạo khí, người ta là quan, chúng ta là công nhân phổ thông, tiểu tĩnh yêu nó luôn có vẻ không được cân xứng. Tần Hoan nói, không được cân xứng là cái gì ạ, à? cân xứng thì con biết, xương cứng con cũng biết, chỉ là chưa thấy qua không được cân xứng thôi. Cả nhà đều bật cười ầm lên, từ lập hoa vuốt ve đỉnh đầu của Tần Hoan, tràn ngập từ ái nói, ông nội của con là một người không cân xứng. Triệu thiết sinh cười hắc hắc một tiếng, ông nâng ly rượu lên chạm ly với Trương Dương, nói Tam Nhi à. Nhà đầu tiểu tĩnh này rất quật cường, từ khi lên đại học rồi, chú và mẹ của con nói cái gì nó cũng không nghe vào cả, chỉ có con nói là nó còn nghe mà nói. Con gái lớn ra ngoài một mình, chú lo nó sẽ chịu thiệt. Trương Dương nói, chú chịu, chú yên tâm đi, tiểu tĩnh đã là người trưởng thành rồi, hẳn là hiểu được cách bảo vệ mình. Tần manh manh nói, cũng không hẳn là vậy, tuy rằng đã là người trưởng thành, nhưng tâm trí chưa chắc đã thành thục, cần phải khai thông mới được, nếu như đợi đến lúc chịu thiệt, thì hối hận cũng đã muộn. Trương Dương nhìn tần manh manh một cái, luôn cảm thấy lời nói của cô giống như là đang biểu lộ sự cảm khái trong nội tâm vậy. Trương 479, Cảnh giới của Trương Đại Quan Nhân 1 Đêm về khuya, tần manh manh dỗ cho tần hoan ngủ xong, gión rén rời khỏi phòng, đi lên sân thượng, bây giờ Trương Dương đang đứng một mình ở đó, nhìn những gợn sóng trên sông nhỏ trước cửa đến ngơ ngác xuất thần tần manh manh đi qua nhẹ nhàng ho khan một tiếng mới làm cho trương dương giật mình tỉnh lại từ trong trầm tư trương dương ngượng ngùng cười thất thần bỗng nhiên nhớ đến tình cảnh thực tập của anh tại xuân dương tần manh manh nói lịch sử của anh quả là một truyền kỳ một vệ giáo sinh tự nhiên lại đi lên con đường làm quan và còn làm rất là sinh động nữa trương dương nói bản thân anh cũng không rõ vì sao lại đi trên con đường này nhưng mà bây giờ xem ra, lựa chọn của anh cũng không sai. Tần manh manh cười cười nói, một bước lên mây, thuận buồm xuôi gió, con đường làm quan của anh làm cho rất nhiều người hâm mộ. Trương Dương nói, người khác đều nói anh có vận khí tốt, luôn luôn gặp phải quý nhân tương trợ. Tần manh manh nói, trên đời này làm gì có nhiều a à đấu, cho dù có ra cát lượng giúp hắn cũng không làm được nên chuyện. Trương Dương cười ha hả, hắn thấp giọng nói, thật ra quan trường là một chốn hiện thực nhất tàn khốc nhất, khi bản thân bước chân vào trong, mới cảm giác được ý tứ của cái này, đại khái trời sinh anh là một kẻ không chịu ngồi yên rồi, đấu cờ với người vui vô cùng. Tần manh manh không nhịn được bật cười, trong sự xinh đẹp lộ ra vẻ điềm tĩnh, giống như một đóa sen trắng nở rộ vậy, trong lòng trương dương thầm than, thảo nào văn hạo nam lại si mê cô ta như vậy. Đối với vấn đề tình cảm của tần manh manh, trương dương cũng không quan tâm lắm, tuy rằng tần manh manh đã là em gái nuôi của hắn, chỉ là về thân thể của tần hoan, cùng với quá khứ của tần manh manh cô ta chưa bao giờ nhắc đến mỗi người đều có một bí mật riêng mà tất cả cái này đều là vùng cấm trong lòng của tần manh manh tần manh manh đột nhiên chủ động nhắc đến văn hạo nam gần đây có gặp văn hạo nam không trương dương gật đầu nói gặp rồi hắn vẫn khỏe tần manh manh mỉm cười nói khỏe là tốt rồi ngoại trừ những lời này ra tần manh manh cũng không biểu thị thêm cái gì dư thừa nữa trương dương nhìn tần manh manh một chút biểu tình của cô là vẻ gặp sóng gió không sợ hãi từ ánh mắt tỉnh lặng như mặt trăng dưới hồ mùa thua có thể thấy được nội tâm của cô bây giờ cô hẳn là đã cắt đứt tình cảm hoàn toàn thoát khỏi cảm tình phức tạp kia xuất phát từ quan tâm trương dương không nhịn được nói em không có khả năng cả đời như vậy em còn trẻ tần manh manh cười nói được rồi đừng nói đạo lý lớn với em việc anh nên làm nhất là nên quý trọng yên nhiên cô ta bước đến trước hai bước nắm lấy lan can nhìn ánh trăng lóe lên trên mặt sông nhỏ, nghe âm thanh giữa dòng sông nhỏ trong đêm tối yên lặng, tắm rửa trong làn gió thu hơi lạnh, cả người cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có. Tần manh manh nhỏ giọng nói anh, cảm ơn anh, anh không chỉ cứu tiểu hoan, mà còn cứu em, em rốt cuộc đã hiểu được ý nghĩa của sự sống bản thân rồi. Trương Dương cười nói, đừng nói anh như là đấng cứu thế vậy, manh manh, thật ra người cứu em là tiểu hoa, tương lai của em tràn ngập hy vọng, mà hy vọng của em chính là tiểu hoan. Tần manh manh mạnh mẽ gật đầu, đạo lý đơn giản như vậy, lúc trước cô vẫn không hề rõ, bởi vì thù hận quá sâu đã che mở lý trí của cô, cô đã quên sự tồn tại của những thứ chân quý khác. Tần manh manh nói em sẽ chăm sóc tốt cho tiểu hoan, để cho nó khỏe mạnh lớn lên trong hoàn cảnh hạnh phúc. Trương Dương mỉm cười gật đầu, tần manh manh có thể hạnh phúc là tâm nguyện lớn nhất mà hắn muốn thấy, hạnh phúc của tần hoan được quyết định bởi tần manh manh. Tần manh manh hôm nay đã đi ra khỏi ám ảnh năm xưa, Trương Dương tin rằng hai mẹ con họ sẽ có ngày mai tươi sáng hơn, Trương Dương nói, khi nào đến Bắc Kinh. Tần Manh Manh nói, qua Trung Thu đi, cỡ 22-23 rồi đi. Trương Dương nói, tháng 10 anh sẽ đến Bắc Kinh gặp mặt hai người. Trong chuyện của Kim Toa, Trương Dương cũng không có tiếp tục điên cuồng với đối thủ, muốn quảng cáo thì cứ quảng cáo, muốn mở tiệm bánh thì mở tiệm bánh, hắn không chỉ không đập tiệm bánh kem Kim Toa, mà cỏ bỏ thời gian ra, đặc biệt đi đến thăm tiệm bánh kem kim toa một chuyến, đặt một ổ bánh cưới 5 tầng cho đám cưới của Tần Bạch. Tần Bạch còn có chút lo lắng, hắn biết Trương Dương cực kỳ mẫn cảm với hai chữ kim toa này, nếu như có sóng gió gì, khẳng định là sẽ đập nát tiệm bánh kem kim toa. Nhưng mà Trương Đại Quan Nhân cười tủm tỉm nói, không sao cả, cậu yên tâm đi, cảnh giới của tôi không đáng chấp nhất với bọn họ làm gì. Tần Bạch nói, lần trước đập khu trò chơi, Cục trưởng Vinh đã mắng cho tôi một trận té tát, tôi sắp kết hôn rồi, cũng không muốn bị ai phê bình đâu. Trương Dương cười nói, cậu không tin tưởng tôi sao? Cho dù tôi muốn đập thật, cũng không liên lụy đến cậu. Cô nhân viên tiếp khách trước cửa cầm quả bong bóng quơ đến hướng bọn họ, hoan nghênh đến đây. Trương Dương vui vẻ gật đầu. Hai cô nàng này mặc váy ngắn màu hồng, mang mũ nữ hầu, thoạt nhìn rất dễ thương, hình như đã gặp qua đâu đó trên tivi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, à hình như là giống mấy nữ diễn viên trong mấy bộ phim AV của Nhật Bản. Nghĩ đến đây, nụ cười của Trương Đại Quan Nhân không khỏi có chút tà ác, hai cô nàng kia thấy hắn cười không đến, lại phất phất tay nói, hoan nghênh đến đây. Tần Bạch đẩy hắn một cái, hai người lúc này mới đẩy cánh cửa treo đầy phong linh đi vào. Lúc Tần Bạch đặt bánh kem, Trương Dương đi chung quanh quan sát một chút, tiệm bánh này rất chính quy, không có khuyết điểm gì cả, nếu như phải tìm kiếm, thì khuyết điểm lớn nhất chính là hai chữ kim toa, bởi vì hai chữ này đã làm cho rất nhiều người chê cười Trương Dương, cậu không phải là ghê gớm sao? Cậu không phải nói ngày nào cậu còn ở Giang Thành thì ngày đó không có hai chữ kim toa này sao? Bây giờ trên đường đi chỗ nào cũng đầy quảng cáo của kim toa, cậu cũng không có biện pháp gì cả. Trương Dương tiến đến quầy tính tiền, nói với người phục vụ, chủ tiệm của các người đâu? Một người đàn bà trung niên dùng giọng miền Nam nói, tiên sinh tìm tôi có chuyện gì? Trương Dương cười nói, bà là chủ ở đây à? Tôi là Trương Dương. Người đàn bà trung niên kia vừa nghe tên của hắn xong sắc mặt rõ ràng đã có chút thay đổi, bà ta cũng nghe nói đến chuyện của Trương Dương, run giọng nói, cậu muốn làm gì? Không được sằng bậy, tôi sẽ báo cảnh sát. Trương Dương cười cười nói, làm gì vậy? Chúng tôi đến đặt bánh kem thôi, tiệm bánh của bà cũng rất tốt, tên đặt rất hay. Người đàn bà trung niên nói, tôi chỉ tùy tiện đặt thôi. Bà ta rõ ràng có chút sợ. Trương Dương nói, "Không sao cả, rất tốt, đúng rồi, bạn của tôi kết hôn, cái bánh kem này nhất định phải làm tốt." Người đàn bà trung niên nói, "Yên tâm, nhất định, nhất định." Ngay cả Tần Bạch cũng vô cùng kinh ngạc vì biểu hiện bên ngoài của Trương Dương thật là bình tĩnh. Hai người rời khỏi tiệm bánh, Tần Bạch nói, "Nãy giờ tim của tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy, rất sợ anh không nhịn được cầm cây lên đập tiệm bánh đó nữa." chương 479, cảnh giới của trương đại quan nhân 2. Trương Dương cười nói, cậu thấy cảnh giới của tôi thấp như vậy sao? Bây giờ tôi tốt xấu gì cũng là thường ủy của phong trạch, cái tiệm bánh ấy đáng để tôi chấp nhất hay sao? Tần Bạch cười cười nói, tôi cũng nghĩ như vậy, anh nói mã ít lượng đắc tội anh, anh cũng không thể dạy dỗ tất cả người họ mã được đúng không? Trương Dương nói, con chó ấy, chỉ cần dám lộ diện tại Giang Thành, tôi không đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ là không thể. Tần Bạch cười nói, vừa mới nói cảnh giới anh cao, tại sao lúc này lại tụt xuống lại rồi? Trương Dương nói, cái thứ cảnh giới này, không thể giữ nguyên được, lúc cần xuống thì nhất định phải xuống, lúc cần lên thì nhất định phải lên, cái này gọi là cầm được thả được như thường. Tần Bạch nói, cầu anh một chuyện. Trương Dương cười nói, với quan hệ của hai ta, cậu cầu cái gì? Tần Bạch nói, ngày tôi kết hôn, anh có thể nâng cao cảnh giới một chút được hay không? Trương Dương cười ha hả, nếu như cảnh giới tôi cao, mà đám khỉ con ấy không đáp ứng thì sao?" Tần Bạch nói, "Chị của tôi 30 này có thể đến, hai người làm phù dâu bên chúng tôi là Thường Hải Tâm và Trình Quyên." "Trình Quyên nào vậy?" Trương Dương tò mò hỏi. "Là bạn gái của Điền Bân, làm bên khoa tuyên truyền ấy." Lúc này Trương Dương mới nhớ ra, lúc Điền Bân bị thương nằm bệnh viện đã từng gặp mặt một lần trong phòng bệnh. Trương Dương nói, "Kết hôn là chuyện lớn cả đời, yên tâm đi." Tôi bảo đảm sẽ coi chừng đám khỉ kia, không để cho bọn họ nói giỡn quá độ, cần phải cao nhã khôi hài, không thể hạ cấp hạ lưu được." Tần Bạch nói, người khác tôi không lo lắng, chỉ lo nhất là như Văn Cường." Trương Dương cười cười, hắn gật đầu nói, "Không sao cả, như vậy đi, Hải Tâm từ xa chạy đến đây, đừng để người ta mệt mỏi, để cho Đồng Hân Vũ đón dâu cho cậu, như Văn Cường hắn thân ốc còn chưa mang nổi vỏ ốc, còn lo rằng sẽ gây thêm phiền cho cậu được hay sao?" Tần Bạch vui mừng gật đầu, chiều này của Trương Dương đúng là rất hay, hắn hài lòng nói, chị của tôi bận rộn làm việc, lễ trung thu năm nay cũng không về nhà, lần này cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi. Trương Dương nói, đúng rồi, yên nhiên gọi điện qua, cô ấy bận, không đến được, không thể tham dự hôn lễ của cậu, nên nhờ tôi xin lỗi cậu một tiếng. Tần Bạch mỉm cười nói, cảm ơn, hắn đem những tấm thiệp cưới chuẩn bị tốt giao cho Trương Dương, không biết có nên mời bí thư đỗ hay không, những cái này còn trống hết đó anh giúp tôi đi nhé trương dương nói vì sao không gọi chị của cậu là phó thị trưởng lam sơn lúc trước là bí thư đoàn ủy giang thành bên bí thư đỗ cũng đã lên tiếng với tôi hôn lễ của cậu bọn họ nhất định phải đến tham gia nếu mà cậu không mời thì về cấp bậc hay lễ nghĩa đều không chu toàn tân bạch nói tôi cuối cùng luôn cảm thấy không tốt tôi cũng không quen thân gì với bọn họ cả trương dương gật đầu nhận việc chuyện này cậu đừng quản để tôi xử lý, nên mời người nào đến, tôi tự biết suy nghĩ. Tuy rằng Tần Bạch thấy không thích hợp, nhưng mà Trương Dương lại không cho là vậy, Tần Bạch không chỉ là bạn của hắn, trên thực tế là em vợ của hắn, em vợ kết hôn, cần phải phô trương ra, phải sĩ diện ra, trong cái khu giang thành này, Đỗ Thiên giã đích thân đến chính là mặt mũi lớn nhất cho buổi hôn lễ này không cần nghi ngờ nữa, tốt nhất là Tần Thanh và Đỗ Thiên giã cùng nhau đến. Trương Dương đặt thiệp cưới lên trên bàn làm việc của Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã cầm lấy thiệp cưới nhìn một chút, nói Tần Bạch kết hôn, vì sao tên nhóc này không đến chỗ tôi đưa. Trương Dương cười nói, người ta không thân không quen với ông, sợ ông nói hắn nịnh bợ ông. Đỗ Thiên Giã nói, cậu có quan hệ gì với hắn, dựa vào cái gì mà phải đi đưa. Trương Dương biết trong lòng Đỗ Thiên Giã nghĩ cái gì, thở dài nói, tôi nói bí thư đỗ này, ông tốt xấu gì cũng là bí thư thị ủy, cảnh giới không thể nâng cao một chút được sao đỗ thiên giã nói cỡ như cậu cũng xứng nói cảnh giới sao trương dương nói đừng làm chật trọng tâm câu chuyện tần bạch kết hôn dự định mời người chứng hôn ông có đáp ứng hay không đỗ thiên giã nói đương nhiên đáp ứng không nói tần thanh lúc trước là cán bộ ở chỗ chúng ta đi ra chỉ bằng quan hệ của hai chúng ta thôi tôi cũng phải đáp ứng trương dương nói ông nói bên thường ủy nên mới ai thì hợp đỗ thiên giã nói vinh bằng phi khẳng định sẽ đến những người khác cậu nguyện ý mời ai, thì đưa thiệp cho người đó. Trương Dương nói, Lý Trường Vũ, nghiêm tân kiến, từ biêu. Được rồi, thẳng thắn mời hết bọn họ đi, cho những thường ủy này một bàn đặc biệt, các người bình thường cũng không có cơ hội ngồi cùng nhau uống rượu đúng không? Đỗ Thiên giã cười nói, được rồi, cậu đưa thiệp cưới cho tôi, lát nữa khi họp hội nghị thường ủy tôi sẽ đưa giúp cậu. Trương Dương đem những cái thiệp còn trống cho ông ta, ông tự viết đi đỗ thiên giã cười lắc đầu thằng nhãi này hỗ trợ cho tần bạch quả nhiên là tận lực tất cả thường ủy giang thành đều tham dự vào hôn lễ của một người ngoại trừ con cái của một vị thường ủy kết hôn thì người khác không cách nào hưởng thụ sự đãi ngộ này nhưng mà ngẫm lại bây giờ tần thanh đã là phó thị trưởng lam sơn rồi em trai của cô ta kết hôn lãnh đạo của giang thành có mặt cũng là điều nên làm trương dương đang muốn đi lại bị đỗ thiên giã gọi lại đỗ thiên giã nói trương dương tôi muốn cầu cậu một việc Trương Dương cười nói, bí thư đỗ, đừng, cứ việc nói là được, ngàn vạn lần đừng dùng chữ cầu này. Đỗ Thiên Giã nói, mẹ của tô viện viện bị bệnh, tôi muốn cậu đi nhìn thử. Trương Dương vừa nghe xong sắc mặt liền thay đổi, hắn không hiểu được nhìn Đỗ Thiên Giã, tôi nói bí thư đỗ này, ông nói thiệt hay giả. Lần trước bị người đàn bà đó hại còn chưa đủ sao. Đỗ Thiên Giã nói, Trương Dương, cậu yên tâm đi, tôi và cô ta không có gì cả, chỉ là tôi thấy cô ta cũng đáng thương, mọi chuyện cũng qua lâu như vậy rồi, cậu giúp cô ta một tay đi. Trương Dương thở dài nói, tôi thấy vết sẹo của ông vừa lành là quên đau, ông nghe tôi khuyên một câu đi, tôi viện viện có thể bán đứng ông trong thời gian ông cần trợ giúp nhất, chứng minh rằng người này không đáng giúp, ông ngàn vạn lần đừng có qua lại gì với cô ta nữa. Đỗ Thiên Giã có chút phiền, nhíu nhíu mày nói, cậu nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì, rốt cục là cậu có giúp hay không? trương dương nói ấy ra nổi nóng được tôi giúp ông một lần nhưng mà ông phải hứa với tôi đừng liên hệ với cô ta ngàn vạn lần đừng lần trước cô ta thiếu chút nữa đã làm cho trần lão bá tiến vào trong tù rồi đỗ thiên giã mấp máy môi nói trương dương tôi thật sự là đồng tình cho cô ta thôi không có nguyên nhân khác trương dương nói bí thư đỗ lấy ơn báo oán tôi chỉ có thể thành toàn cho mỹ danh của ông thôi Đỗ Thiên Giã nói, thật ra thù hận cũng là thứ dày vò người nhất, cậu không cách nào tha thứ cho người khác, thật ra là không cách nào tha thứ cho chính mình, cậu đó, cảnh giới quá thấp, nói với cậu cậu cũng không hiểu được. Trương Dương trả lời một cách mỉa mai, nếu như cảnh giới của tôi cao thì có thể ngồi trên vị trí bí thư mà ông đang ngồi không? Trương 479, cảnh giới của Trương Đại Quan Nhân 3 Trương Dương vốn không muốn giúp Tô Viện Viện, hắn vẫn còn ghi nhớ chuyện lần trước Tô Viện Viện bán đứng Đỗ Thiên Giã, cho rằng một người như vậy không đáng đồng tình, chỉ là nếu Đỗ Thiên Giã đã lên tiếng, nói thế nào thì hắn cũng phải cho bí thư đỗ cái mặt mũi này. Nhưng mà hắn đi một mình đến thì không thích hợp, nghĩ tới nghĩ tôi, liền lôi vua tử lương đến, chỉ nói là nhờ vua tử lương hỗ trợ xem bệnh cho bạn mà thôi, vua tử lương cũng không biết nội tình bên trong, nhưng mà do quan hệ của gã và Trương Dương, cho nên gã cũng không thể từ chối. Sự xuất hiện của Trương Dương làm cho Tô Viện Viện cảm thấy vô cùng đột ngột, đôi mắt đẹp mở to ra, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và kinh ngạc vô cùng, Trương Dương nói: "Tôi nghe nói bác gái bị bệnh, cho nên đến xem qua." Tô Viện Viện lấy tay chặn ngay cửa, không có ý để cho hắn vào, Vu Tử Lương đứng phía sau Trương Dương có chút buồn bực nghĩ, không phải là bạn sao? Tại sao ngay cả một chút ý tứ hoan nghênh mà người ta cũng không có vậy? Trong lòng Trương Dương đã có chút không nhịn được, chỉ là ngày hôm nay mang theo nhiệm vụ đến, không thể biểu hiện ra sự bất mãn được nhẫn nại nói, bí thư đỗ kêu tôi đến xem, đây là bác sĩ vô chuyên gia y học chứ danh. Tô viện viện do dự một chút, đúng lúc này nghe được một giọng nói suy yếu, viện nhi. Có khách đến, mau mời khách vào trong ngồi đi. Tô viện viện lúc này mới mở cửa ra, để cho Trương Dương và vô tử lương sau lưng cùng đi vào trong sân. Nhìn thấy trong sân là một bà lão tóc hoa dâm ngồi trên xe đẩy, đang phơi nắng dưới ánh mặt trời, hai chân lỏa lồ ra ngoài đã có chút sưng phù, một phần da đã thối rửa bà ta chính là mẹ của tô viện viện trầm tĩnh hiền con mắt của trầm tĩnh hiền ảm đạm vô thần mỉm cười về hướng của trương dương và vô tử lương nói các người mời ngồi tôi hành động không tiện con mắt lại không thấy đường không có biện pháp bắt chuyện với mọi người viện nhi mau mời khách ngồi đi châm trà cho bọn họ trương dương cười nói bác gái con là bạn của tô viện viện ngày hôm nay đặc biệt mời một chuyên gia đến để xem bệnh cho bác trầm Tĩnh hiền nói cảm ơn các người. Tô viện viện cắn môi, nhẹ giọng nói, mời chủ nhiệm trương ngồi, mời bác sĩ vỗ ngồi. Cô ta vẫn xưng hô với trương dương như lúc trước, đưa đến hai cái ghế đầu, rồi xoay người đi châm trà. Trương Dương nói với Trầm Tĩnh Hiền, bác gái, năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Trầm Tĩnh Hiền nói, 48, thân thể không được tốt, bệnh tiểu đường, lúc trước không coi trọng, bây giờ di chứng đã đến. Phu tử lương không khỏi cười khổ, gã chỉ là một bác sĩ ngoại khoa trương dương lôi gã đến xem bệnh cho một người bị tiểu đường bây giờ gã rốt cục đã rõ thằng nhãi này muốn dùng gã làm lớp ngụy trang nhưng mà nếu đã đến thì làm cho chót nhìn xem trương dương biểu diễn như thế nào trương dương nói bác gái để bọn con nhìn giúp bác được không trầm tính hiền nói viện viện đã mang tôi đi đến mấy bệnh viện rồi cũng tìm không ít chuyên gia chỉ là hiệu quả vẫn không rõ ràng trương dương nói bác sĩ vu này là danh y ở trong nước có danh vọng cực cao, hắn nhất định có thể giúp cho bác. Trầm Tĩnh Hiền gật đầu nói, "Vậy cảm ơn hai người." Phu tử Lương mặc dù là bác sĩ ngoại khoa, nhưng mà gã cũng có một chút hiểu biết thông thường về các bệnh nội khoa, kiểm tra cho Trầm Tĩnh Hiền một chút, phát hiện ra bệnh tiểu đường của bà rất nặng, mắt và thận đều xuất hiện di chứng rất nghiêm trọng. Tô Viện Viện mang trà ra, thấy Trương Dương giả bộ xem bệnh cho mẹ, cô ta không biết gì về năng lực của Trương Dương, nên cho rằng hắn đang giả bộ. Vu Tử Lương nói có bệnh án cũ hay không? Tô Viện Viện trở vào trong phòng lấy bệnh án cũ của mẹ đem ra. Vu Tử Lương nhìn một chút, phương pháp trị liệu cũng không sai, chỉ là trị liệu bệnh nội khoa không phải là điểm mạnh của gã, gã cũng không có biện pháp nào hữu hiệu. Gã nhìn Trương Dương một chút, lúc này Trương Dương đang rửa tay uống trà. Vu Tử Lương lúc này cũng đã rõ ràng mục đích của mình rồi, đến đây chẳng qua chỉ là yểm trợ cho Trương Dương. Gã nhẹ giọng nói: "Tôi tiểu thư, tôi kê cho cô một phương thuốc nha." Tô Viện Viện nói, vào phòng ngồi đi, tôi lấy giấy bút cho anh. Trương Dương và Vu Tử Lương theo Tô Viện Viện đi vào bên trong, điều kiện gia đình của Tô Viện Viện cũng bình thường, nhà ba tầng, bây giờ chỉ có cô ta và mẹ ở cùng với nhau. Trương Dương và Vu Tử Lương vào phòng khách ngồi xuống, Trương Dương nói với Tô Viện Viện, cô đi lo cho bác gái đi, tôi ở lại hỗ trợ là đờ. Tô Viện Viện gật đầu, xoay người đi chỗ khác, không khỏi có chút nhíu mày, cách làm việc của Trương Dương đúng là làm cho khó hiểu thật ra người kê đơn thuốc chính là Trương Dương, cũng không phải là vô tử lương, Trương Dương sở dĩ mang vô tử lương đến, chủ yếu là hắn không phải không tin tưởng vào năng lực xem bệnh của mình, mà cái quan trọng hơn chính là, hắn không muốn để cho tô viện viện biết về y thuật thần kỳ của mình. Nhưng theo vô tử lương thấy, Trương Dương đang làm chuyện tốt mà không muốn để lại tiếng, tuổi còn trẻ mà đã có cảnh giới như vậy đúng thật sự là không dễ dàng. Trương Dương viết xong phương thuốc, vô tử lương cầm lên nhìn một chút, Trương Dương cười nói, phương thuốc này đặc hiệu với bệnh tiểu đường, anh nhớ cho kỹ, sau này khẳng định là có thể dùng nhiều. Phu tử lươn cảm thán, cậu đó, không làm bác sĩ đúng là đáng tiếc. Trương Dương cười cười, ngẩng đầu lên, bị một bức ảnh chụp đen trắng trong phòng khách hấp dẫn, tấm ảnh chụp này được chụp từ rất lâu rồi, bên trong ảnh là một đám thanh niên mặc quân trang, cái hấp dẫn Trương Dương không phải là bản thân tấm ảnh, mà chính là một người trong tấm ảnh, hắn có thể tìm được vương quân giao trong tấm ảnh đó, tuy rằng tuổi của vương quân giao không nhỏ, nhưng mà bảo dưỡng rất tốt, đây là nguyên nhân vì sao Trương Dương liếc mắt một cái là có thể tìm ra được bà ta trong tấm ảnh chụp. Vương quân giao khi còn trẻ đích thật là rất đẹp, bà ta và một người nữ khác ngồi kề sát bên, vương quân giao đặt cằm lên vai của đối phương, Trương Dương vất vả lắm mới nhận ra được người nữ ngồi chung với vương quân giao khi ấy chính là mẹ của tô viện viện Trầm Tĩnh Hiền. Nhưng mà Trầm Tĩnh Hiền bây giờ đã có bộ dạng già nua rồi, không còn chút gì giống với thời trẻ tuổi cả. Cái này làm cho Trương Dương mừng rỡ, bây giờ hắn vẫn chưa nhận được ảnh chụp của Quốc An gửi đến, không ngờ rằng ở Giang Thành lại tự nhiên tìm được. chương 479, Cảnh giới của Trương Đại Quan Nhân 4 Trương Dương cuối cùng sau một hồi vất vả cũng tìm được hứa thường đức trẻ tuổi, vóc người của hứa thường đức không cao, đứng sát bên bìa, trên mặt mang theo nụ cười tự nhiên, lúc này vẫn chưa có lòng giả của bí thư thị ủy, là một thanh niên tràn đầy sức sống. Trương Dương cẩn thận quan sát bức ảnh, mong rằng sẽ tìm được một người quen thuộc nào trong đó nữa trong lúc đang ngắm thì nghe được âm thanh của tô viện viện bác sĩ phu buổi tối ở nhà ăn cơm đi phu tử lương lắc đầu nói không được buổi tối tôi còn có việc trương dương chúng ta đi thôi trương dương lúc này mới lưu luyến lấy ánh mắt ra khỏi tấm ảnh chụp tô viện viện rất cảnh giác nhìn trương dương phu tử lương đưa phương thuốc cho tô viện viện nói phương thuốc tôi đã viết rồi cô cứ dựa theo nội dung mà bốc thuốc cho mẹ của cô uống sau đợt trị liệu này hẳn là có chuyển biến tốt đẹp khi đó tôi sẽ lại đến tái khám trong lúc bọn họ nói chuyện thì trương dương đã đi đến bên người của trầm tĩnh hiền mỉm cười nói bác gái vừa rồi con ở trong phòng khách nhìn thấy một tấm ảnh chụp bên trong có một người rất giống với bí thư thị ủy lúc trước hứa thường đức trầm tĩnh hiền nhẹ giọng nói cậu nhìn lầm rồi trong tấm ảnh đó không có bí thư hứa tôi cũng không nhận ra hứa thường đức là ai cả trương đại quan nhân nao nao chuyện này đúng là kỳ quái Rõ ràng người kia là Hứa Thường Đức, chỉ là Trầm Tĩnh Hiền vì sao lại nói là mình không nhận ra, cái này không phải là mở to mắt nói dối sao? Lẽ nào bên trong còn có nội tình? Khi Trương Dương đang muốn hỏi thì Trầm Tĩnh Hiền đã nói, "Viện nhi, tiễn khách." Trong lòng Trương Dương âm thầm cười khổ, người ta đã ra lệnh đuổi khách rồi, hắn và Vô Tử Lương nhìn nhau, hai người có chút xấu hổ rời đi, Tô Viện Viện vẫn còn chút áy náy, tiễn bọn họ ra ngoài cửa, chủ nhiệm Trương, bác sĩ Vu, hẹn gặp lại. Phu tử lương phất tay, còn Trương Dương thì ngay cả nói cũng không nói, bước đi, trong lòng nói hai mẹ con cùng một đức hạnh, tất cả đều là lời oán trả ơn. Tô viện viện buồn bực trở về, đi đến bên cạnh mẹ, thấy biểu tình của mẹ có chút không đúng, liền nhỏ giọng hỏi, mẹ, mẹ sao vậy? Có phải là khó chịu không? Trầm Tĩnh Hiền nói, đến phòng khách gỡ tấm ảnh xuống cho mẹ. Tô viện viện nói, là tấm ảnh chụp ở thôn à? Trầm Tĩnh Hiền nói, đúng vậy bà ta bỗng nhiên nảy lên một ý niệm trong đầu đốt tấm ảnh đó đi tô viện viện không hiểu hỏi vì sao đúng rồi vừa rồi trương dương nói gì trầm tĩnh hiền nói con không nên hỏi đốt tấm ảnh đi tô viện viện bất đắc dĩ lắc đầu xoay người vào trong phòng khách gỡ gọng kính xuống lấy tấm ảnh ra từ trong gọng kính đi ra bên ngoài đang chuẩn bị đốt chợt nhìn lại tấm ảnh cô liền thay đổi ý niệm trong đầu vì sao mẹ lại có biểu hiện mẫn cảm với tấm ảnh này như vậy Lẽ nào bên trong tấm ảnh có cất dấu bí mật? Giọng nói của Trầm Tĩnh hiền lại một lần nữa vang lên, có đốt chưa? Tô Viện Viện nói, đang đốt. Trương Dương và Vô Tử Lương ngồi trong xe tải ra, Trương Dương căm giận nói, hai mẹ con đều cùng một dạng người, tất cả đều là lấy oán trả ơn, sớm biết như vậy, tôi đã không đến. Vô Tử Lương nói, lương y như từ mẫu, có thể giúp người ta thì giúp một tay. Phật tổ không phải đã nói rồi sao? cứu một mạng người bằng xây chùa bảy tháp, thiện nhân sẽ được thiện quả. Trương Dương cười nói, bác sĩ vô tin Phật từ khi nào thế? Vô tử lương nói, tôi không tin Phật, nhưng mà thích xem kinh Phật, trong kinh Phật có nhiều đạo lý giúp cho con người tỉnh ngộ. Trương Dương nhìn thời gian một chút, đã là 5 giờ rưỡi chiều rồi, hắn đề nghị vô tử lương, cùng nhau đi ăn cơm đi, bây giờ trở về, chị dâu còn bận việc. Vô tử lương nói, đến tiểu khu nhà tôi đi, gần đây mới mở một quán cơm, Mùi vị cũng được Trương Dương gật đầu Anh gọi cho chị dâu đi Kêu chị ấy đừng làm cơm Cùng nhau ăn Phu tử lương nói Tôi gọi vợ chồng viện trưởng tả ra luôn Tối nay đừng dành với tôi Tôi mời khách Trương Dương đã có một khoảng thời gian rồi Không gặp tả ủng quân Hắn vốn tưởng rằng tương tâm tuệ sẽ không ra Nhưng thật không ngờ lần này tương tâm tuệ Và tả ủng quân lại cùng nhau ra Tương tâm tuệ từ sau sóng gió lần trước Tâm tính cũng thay đổi rất nhiều Trước mặt người khác cũng cúi thấp xuống ngày hôm nay nhìn thấy trương dương bà ta phát hiện ra trương dương còn anh tuấn tiêu sái hơn quá khứ nhiều trong lòng không khỏi sinh ra một ý hối hận khôn kể nếu như lúc đầu không phải là do bà thì trương dương và con gái đã đến với nhau từ lâu rồi chính là bởi vì bà can thiệp mới làm cho tình cảm của hai người xuất hiện vết nứt cuối cùng làm cho hai người chia tay bây giờ con gái cũng đi mỹ du học rồi trương dương từ vệ giáo sinh trở thành thường ủy phong trạch phó thị trưởng phong trạch đảm nhiệm chỉ huy hiên trường sân bay mới gian thành, tuổi còn trẻ mà đã làm nhiều như vậy, con đường sau này của hắn còn rất dài, có thể dùng mấy chữ tiền đồ không thể đo lường để hình dung. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng tương tâm tuệ lại hối hận rất nhiều, là ánh mắt của bà vô cùng thiển cận, mới làm lỡ trung thân đại sự của con gái. Tạ ủng quân thì cởi mở hơn tương tâm tuệ, chuyện tình cảm của con gái thì theo nguyên tắc hợp thì đến, không hợp thì chia, Trương Dương và con gái không đi đến với nhau, tất là có duyên mà vô phận, Tả Ủng Quân cũng rất thưởng thức người thanh niên Trương Dương này. Lúc mọi người đến, Chu Tú Lệ đã chọn phòng rồi, còn gọi đồ ăn ra, Trương Dương lấy hai bình rượu từ trong xe ra. Chu Tú Lệ thấy hắn cầm hai chai rượu vào, lập tức lên tiếng, "Trương Dương, buổi tối không thể chút say lão Vu nhà chúng tôi nha, ngày mai ổng còn có hai ca giải phẫu quan trọng nữa." Trương Dương cười nói, "Uống nhiều quá, ngay cả Khử Trừng cũng quên thì." Tất cả mọi người đều bật cười. Phu tử lương nói, uống phần cũng không uống được. Tạ ủng quân nói, tôi và Trương Dương đã lâu không gặp rồi, tối nay để tôi nhận thầu sáu phần, uống cùng với Trương Dương cho. Tương tâm tuệ nói, tiểu Trương không phải lái xe đến sao, uống ít một chút. Trương Dương cười nói, không sao cả, trở về tôi sẽ kêu tài xế đến đón. Hắn chỉ nói ngoài miệng thôi, chứ dựa vào tử lượng của hắn thì đừng nói là mấy chai rượu này, cho dù thêm gấp đôi cũng không cần tài xế, Tạ ủng quân hỏi tình hình gần đây của Trương Dương, nghe nói lúc trước cậu nghỉ bệnh, có phải là do công tác quá mệt mỏi hay không? Trương Dương nói, sân bay mới đang chuẩn bị, chuyện gì cũng đặt lên người tôi, chờ sau khi gọi thầu hoàn thành, cảm giác giống như chút được gánh nặng xuống, nhưng lại đột nhiên bị bệnh không hiểu, cho nên tôi nghỉ ngơi vài ngày luôn, điều chỉnh tình trạng thân thể lại, bây giờ thì tốt rồi, đã hoàn toàn khỏe mạnh lại. Chương 479, cảnh giới của Trương Đại Quan Nhân, năm tả ủng quân nói thanh niên đúng là khôi phục thật nhanh nhưng mà cũng phải chú ý một chút quan viên như cậu cả ngày bận rộn đại sự quốc gia không chú ý rèn luyện thân thể bây giờ còn trẻ tuổi thì có thể không thấy gì chờ sau này già rồi thì mới biết hối hận trương dương cười ha hả nói tôi thì tính là quốc gia đại sự gì thị trưởng tả mới là người bận việc quốc gia đại sự tả ủng quân nói gần đây chú cũng không gặp mặt hắn nữa khi hắn còn làm phó thị trưởng thì còn đỡ bây giờ lên làm thị trưởng rồi cả ngày bận rộn không về nhà, ngay cả em út trong nhà cũng có ý kiến. Phu tử lương nói, cho nên nói, làm quan quá mệt mỏi, làm bác sĩ đơn giản là tốt nhất. Tả ủng quân nói, bác sĩ bây giờ cũng không đơn giản, quyền ý thức của bệnh nhân cũng đã đề cao lên, dư luận xã hội đối với bác sĩ cũng không có lợi, khiến cho bệnh nhân và bác sĩ cứ như là thiên địch của nhau vậy, chưa bệnh gây tranh cãi um sùm. Phu tử lương nói, đó là bởi vì ông là viện trưởng, đã rời khỏi đội ngũ bác sĩ bình thường rồi. Tạ ủng quân đề nghị, tôi còn là bác sĩ mà, tôi vẫn đến phòng giải phẫu làm việc đấy, nghiệp vụ cũng như nhau. Vu tử lương nói, một tâm không thể chia hai. Ông cứ thành thật làm quản lý đi, quan hệ của tả ủng quân và vô tử lương rất là quen thuộc, cho nên trong lời nói của bọn họ cũng không tồn tại nhiều sự dối trá. Tả ủng quân nói, đúng vậy, làm quản lý rồi, nghiệp vụ liền chậm trễ. Trương Dương nói, nghe hai người nói như vậy, sau này tôi đừng mang danh có phương thuốc cổ truyền ra lựa bịp làm gì, cứ thành thật làm việc trong thể chế là tốt nhất. Phu tử lương cười nói, cậu là một ngoại lệ, cậu là chụp cả hai tay, hai tay lại rất cứng, phu tử lương cũng rất thưởng thức Trương Dương, tuy rằng Trương Dương vẫn hay dùng phương thuốc tổ truyền để giải thích. Nhưng mà vô tử lương đã nhiều lần chứng kiến y thuật thần kỳ của Trương Dương rồi, cho nên cũng rất tôn sùng y thuật của người thanh niên này, gã cho rằng ti thuật của Trương Dương căn bản là không thể dùng khái niệm của y học hiện đại để giải thích trương dương cười nói bác sĩ vu đề cao tôi quá vu tử lương nói hai ngày trước tần hoan đến thăm tôi nó đã hoàn toàn khôi phục rồi trương dương cười nói ông là ân nhân cứu mạng của nó chu tú lệ nói tôi đặc biệt quan tâm đến thường hải tâm không biết cô ta đã khôi phục thế nào rồi trương dương nói hai ngày nữa sẽ đến tham dự hôn lễ của tần bạch cô ta sẽ đến bệnh viện một chuyến để cảm ơn hai người tả ủng quân nói chờ hiểu tinh tốt nghiệp tôi sẽ kêu nó quay về Giang Thành, học tập các bác sĩ xung quanh. Chu Tú lệ cười nói, đáng tiếc là năm nay nó trở về ngắn quá, tôi còn nhiều chuyện chưa nói với nó. Tương Tâm Tuệ nói, con gái lớn rồi đều có lựa chọn riêng của mình, sau này không biết nó có nguyện ý trở về hay không. Trương Dương nao nao, Tả Hiểu Tinh nghỉ hè trở về Giang Thành. Sao hắn lại không biết gì cả, Tả Hiểu Tinh cũng không liên hệ gì với mình cả, hắn nâng ly rượu lên uống, thấp giọng nói, Hiểu Tinh trở về, Tương tâm tuệ gật đầu nói, vừa mới về hồi tháng 8, ở nhà chưa được một tuần đã rời đi. Trong lòng Trương Dương đột nhiên nảy sinh ra một ý tưởng, tả hiểu tinh hiển nhiên là đang lảng tránh mình, cô ta từ nước Mỹ trở về mà không gặp mặt mình, lẽ nào bây giờ bọn họ đã hoàn toàn trở thành người xa lạ. Tương tâm tuệ nói, vốn hiểu tinh cũng chuẩn bị gặp mặt mấy người bạn học, chỉ tiếc là thời gian ngắn quá, không kịp làm gì cả. Bà giải thích thay cho con gái. Trương Dương cười cười, còn cơ hội mà, đã lâu rồi không gặp, mọi người quả thật cũng nhớ cô ấy. Lúc nói ra lời này, Trương Dương bỗng nhiên ý thức được, mình và tả hiểu tinh quả thật đã xa lạ hơn rất nhiều, thì ra tình cảm cũng cần phải giao lưu nhiều. Trường hợp tối hôm nay không thích hợp để Trương Dương uống nhiều, hắn chỉ uống một chai rượu, rồi đứng dậy ra về, lên xe, cầm lấy điện thoại tính gọi vào điện thoại của tả hiểu tinh ở nước Mỹ, do dự một hồi rốt cuộc cũng không gọi. Buông điện thoại xuống trương dương khởi động xe lúc chạy đến quảng trường nhai tâm hắn dừng xe lại nắm chặt tay lái bỗng nhiên nhớ đến những ngày lúc đầu ở xuân dương với tả hiểu tinh những ngày ấy hắn vừa sống lại đối với cái thế giới này tràn ngập kinh ngạc và mê hoặc chính là tả hiểu tinh đã dẫn hắn đi qua khoảng thời gian đó tả hiểu tinh trong tình cảm cũng không phải là một cô gái kiên cường nhưng mà trương dương cũng không thể nghiêm khắc ép buộc mỗi cô gái đều phải chấp nhất mà kiên định vì hắn hắn nhớ đến tình cảnh hai người bước chậm ven bờ sông xuân thủy nhớ đến vụ cưỡng hôn trong ngày mưa, nhớ đến mặt cười đẫm lệ mông lung của tả hiểu tinh, chỗ mềm mại nhất trong lòng trương đại quan nhân đã bị xúc động, hắn phát hiện ra tận sâu trong nội tâm của mình luôn có vị trí của tả hiểu tinh, tuy rằng người đi đã làm cho bụi bịt kín lại, nhưng mà đoạn ký ức dưới lớp bụi kia thì luôn luôn không phai màu. Tần Thanh đến Giang Thành vào buổi chiều ngày 30 tháng 9, cô và Thường Hải Tâm cùng nhau đi xe của Thường Hải Long đến, bởi vì đường hẹp, cho nên chỉ có thể đậu xe bên ngoài, Lúc Thường Hải Long đậu xe thì nhìn thấy được xe tải ra của Trương Dương, không nhịn được cười nói Trương Dương đã đến sớm rồi. Tần Thanh nói, hắn là một người thích góp vui, trường hợp như vậy thiếu hắn mới là lạ, giọng nói tuy rằng bình thản, nhưng mà trong lòng lại tràn ngập khái vọng và tưởng niệm về Trương Dương, Thường Hải Tâm cũng có chút chờ mong về Trương Dương, nhưng mà vì có mặt Tần Thanh ở đây, cô không thích hợp biểu lộ ra bất luận tình cảm gì cả, nhẹ giọng nói, lần này em phải cảm ơn hắn mới được. Tần Thanh cười vỗ vỗ vai của Thường Hải Tâm, nhìn nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã khôi phục lại không khác biệt của Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm khôi phục rất nhanh, vết bỏng trên da mặt chỉ còn lại một dấu vết mờ nhạt. Nếu như không để ý sẽ không nhìn ra, không cần bao lâu nữa là có thể hoàn toàn khôi phục. Thường Hải Tâm vẫn còn để ý đến chuyện làm phù dâu, nhỏ giọng nói, hay là em không đi đón dâu, chị xem, da mặt em vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn. Tần Thanh nói, đã đủ đẹp rồi, chỉ sợ ngày mai em làm cho Tân Nương tử không sánh bằng nữa. Thường Hải Long đậu xe xong, cười nói: "Chị Thanh, nghe chị nói như vậy, em của tôi còn chưa xuất giá mà người ta đã nói bậy rồi, nếu như để cho người nhà nghe được khẳng định sẽ mất hứng." Tân Thanh nói: "Tôi cũng không có nói trầm vi như vậy, cô gái nhỏ này rất khả ái." Cô chờ xe dừng lại xong, mở cửa xe bước xuống đầu tiên. Thường Hải Long mang đến không ít lễ vật, đang chuẩn bị gọi người thì thấy Đỗ Vũ Phong và Khương Lượng lái xe cảnh sát đến, Thường Hải Long nói các người mau đến mang đồ phụ coi. Khương Lượng và Đỗ Vũ Phong thấy bọn họ đến, vui vẻ gật đầu chào, Khương Lượng nói Phó Thị trưởng Tần Đại Giá Quang Lâm. Hoan nghênh hoan nghênh, chương 480, tự làm tự chịu một. Sau khi Tô Tiểu Hùng tiếp nhận Thủy Thượng Nhân ra, một lần nữa đổi tên ở đây thành Ngư Mễ Chi Hương, Kiều Mộng Viện cũng giao quyền quản lý của Tân Đế Hào cho bà ta, dưới sự kinh doanh của Tô Tiểu Hồng, hai khách sạn này đã thay đổi tư thái cạnh tranh lúc đầu, trở thành quan hệ kinh doanh hỗ trợ, sinh ý của Tân Đế Hào không bị ảnh hưởng chút nào, mà sinh ý của Ngư Mễ Chi Hương cũng phát triển không ngừng, đây là kết quả song doanh. Tô Tiểu Hồng rất có năng lực trong việc kinh doanh khách sạn, đường đi của Tân Đế Hào thì lấy những người trên cao làm chính, phần lớn đều là dân chính phủ đô thị lớn hoặc là những công ty xí nghiệp quan trọng, còn Ngư Mễ Chi Hương thì nhằm vào dân chúng bình thường. Hôn lễ của Tần Bạch Tuyển chọn tại Ngư Mễ Chi Hương, Tô Tiểu Hồng khá là coi trọng chuyện này, tự mình xuống đốc thúc chuyện này. Tối đó Tần Thanh và đám người Trương Dương đi đến Ngư Mễ Chi Hương, Tô Tiểu Hồng đang họp với mấy người phụ trách, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng cần phải bảo đảm trật tự cho lễ cưới ngày mai, không thể xuất hiện hỗn loạn, bởi vì trong những vị khách đến đây có rất nhiều lãnh đạo. Trương Dương đã sớm nói với bà ta một tiếng, thường ủy thị ủy tất cả đều đến uống rượu mừng cả, Tần Thanh cũng ý kiến là an bài bàn của các thường ủy thị ủy ra bên ngoài thủy tạ đây là tránh cho các thường ủy bị người ta chú ý cũng tránh cho bọn họ bị quấy dày tô tiểu hồng nghe nói bọn người trương dương đến lập tức dừng cuộc họp lại đi đến phòng của bọn họ cả nhà tần bạch cùng với những người bạn đến hỗ trợ đều đã ngồi xuống rồi trương dương là người đến sau cùng đi với hắn còn có xưởng trưởng của nhà máy rượu giang thành lưu kim thành rượu trong tiệc cưới mà tần bạch dùng lần này tất cả đều là của nhà máy rượu giang thành lưu kim thành đã sớm cho người mang đổ đến trương dương lúc ở cửa gặp phải gã liền túm đi chung Tần Bạch vội vã cầm lấy gói thuốc qua mời. Lưu Kim Thành cầm lấy, đang chuẩn bị châm lửa thì nghe Tần Thanh nói, tôi nói mấy người này, tối nay đừng hút thuốc được không? Phụ nữ rất nhiều, đừng làm ảnh hưởng chúng tôi, cô ta sở dĩ nói như vậy là lo lắng cho em Dâu Trầm Vi, từ miệng của Trương Dương đã biết được tin Trầm Vi mang thai, sợ khói thuốc sẽ tạo thành ảnh hưởng cho thai nhi. Lưu Kim Thành cười cười, buông điếu thuốc xuống. Người nghiện thuốc ở đây rất nhiều, nếu như không để cho bọn họ hút thuốc, phỏng chừng là sẽ uống rượu không được thoải mái. Trương Dương nói, hay là như vậy đi, chia làm hai, một bàn ở đây, một bàn ở bên cạnh, người hút thuốc tất cả đều qua bàn bên kia. Tô Tiểu Hồng nói, nên sớm như vậy rồi. Tần Thanh mỉm cười nói, đều là do mấy ống khói này vô tư kính dâng cả đấy. Lưu Kim Thành cười nói, tôi dự định khi sinh mệnh chưa tắt thì không ngừng kính dâng, đợi khi nào gặp được đồng chí Mác thì sẽ ngừng hút thuốc. Tất cả người ở đây đều bật cười hầu như là đàn ông thì đều qua bên cạnh cả cả nhà tần bạch thường hải tâm tô tiểu hồng cùng với tô cường và chu hiểu vân điền bân cùng trình quyên đến muộn thì ngồi tại đây trương dương và hai anh em thường hải thiên thường lăng phong lưu kim thành khương lượng đỗ vũ phong như văn cường thì qua bên cạnh ngồi vừa vào phòng lưu kim thành khương lượng đỗ vũ phong đã lấy thuốc ra mà hút không thôi như văn cường hai ngày nay đang ho nên không hút thuốc mở chai rượu ra xoay người nói xưởng trưởng lưu rượu này của anh còn đóng gói sao lưu kim thành cười nói công nghệ năm nay thay đổi đã là cung không đủ cầu rồi như văn cường cầm một chai rượu lên nhìn nhìn một chút nói cái này cũng đáng thế giá cả tính thế nào lưu kim thành cười nói quan hệ của chúng ta thì miễn bàn tiền muốn uống rượu thì tôi tặng cậu hai chai cậu đến nhà máy lấy là được như văn cường giải thích bố của tôi về hưu nhàn rỗi ở nhà mỗi ngày đều phải uống hai ly nếu như cứ uống mau thai hay là ngũ lương thì tôi cũng không chịu nổi, cho nên tính mua ít rượu Giang Thành về cho ông uống. Lưu Kim Thành nói, lão gia tử lúc trước không phải làm tài chính sao? Đúng lúc nhà máy của chúng tôi thiếu một cố vấn tài vụ, hay là hôm nay để tôi đi nói chuyện với lão gia tử, mời ông về làm cố vấn tài vụ cho tôi, bảo đảm là không thiếu rượu cho ông uống. Trương Dương cười nói, một đề nghị tốt như vậy, làm cho cục trưởng Nghiêu đến tiêu diệt năng lượng thừa, cũng tránh để ông ở nhà nhàn rỗi khó chịu. Tô Tiểu Hồng đẩy cửa đi vào, vỗ lấy đầu vai của Trương Dương nói, mọi người chờ một chút nhé, vừa dặn dò xong, một lát nữa mới có đồ ăn cho mọi người. Trương Dương nói, không sao cả, chị Hồng cứ đứng ở đây thôi, tụi em cũng không cần ăn đâu. Như Văn Cường cũng phụ họa theo, đúng vậy, tú sắc cũng là cơm. Thấy chị Hồng là em không cần ăn thịt ba tháng luôn. Tô Tiểu Hồng cười mắng, cái miệng của hai người đúng là không biết sợ khương lượng nói điền bân uống rất được mà ở bên kia làm gì tô tiểu hồng nói trình quyên đến người ta đi theo vợ chồng son người ta rất tốt mà như văn cường nói thân thể của tôi hôm nay không được tốt không thể uống rượu hay là tôi đi đổi chỗ cho hắn hắn đến uống rượu còn tôi đi tiếp chuyện cho tô tiểu hồng trừng mắt nhìn như văn cường như văn cường lớn tuổi như vậy rồi mà không khác gì một sắc quỷ bạn gái của người ta mà cậu cũng muốn sao ngưu văn cường nói không có biện pháp mạng của tôi không tốt không có nữ đồng chí nào coi trọng tôi khương lượng cười nói để cho hắn đi đi nhưng mà tôi nhắc nhở cậu một chút chính quyên là cao thủ đánh nhau đấy nhé cho dù là ba người cậu cũng không phải là đối thủ ngưu văn cường thè lưỡi ra nói thôi vậy tôi ở lại người trên bàn liền bật cười ầm lên trương dương nói được rồi kêu anh gọi đồng hân vũ đến xảy ra chuyện gì vậy đến bây giờ sao chưa thấy người Ngưu Văn Cường nói, Đồng Hân Vũ không quen gì với Tần Bạch, cậu kêu người ta đến làm gì. Thằng nhãi này đảo mắt nhìn một vòng, nói, đừng cho rằng tôi không biết các người có cái chủ ý gì nhé, muôn rời mục tiêu, muốn cho tôi thu tay lại, có quy củ trong hôn lễ của Tần Bạch chứ gì. Đỗ Phú Phong nói, đúng vậy, cảnh giới thấp nhất trong chúng ta chính là anh, để phòng anh thả sói chạy lung tung thôi. Ngưu Văn Cường nói, đừng khách khí, Tần Bạch kết hôn, nói thế nào cũng cần phải náo nhiệt, nếu chúng ta không làm gì thì còn gọi là bạn sao thường hải long nói đúng vậy nên có náo nhiệt nhưng đừng quậy banh hôn lễ là được tuy rằng trương dương bình thường là người hay quậy nhất nhưng mà hôn lễ của tần bạch thì hắn không thể làm quá được dù sao thì mối quan hệ của hắn và tần thanh vẫn sờ sờ ra đó em vợ kết hôn có ai thấy anh rể đi quậy cô dâu không cho nên hắn lựa chọn mỉm cười đứng coi như văn cường đề nghị để cho chu hiểu vân đón dâu đi dù sao thì cô ta cũng sắp kết hôn rồi, để cho đi học tập tham quan một chút cũng được. Chương 480, tự làm tự chịu 2. Tô Tiểu Hồng cốc lên đầu của hắn một cái, nói cậu đó, còn chưa có gì với Đồng Hân Vũ cả, mà đã lo cho người ta như vậy rồi, sau này nếu thật sự thành thì không phải là một kẻ sợ vợ sao? Như Văn Cường nói, con người của tôi thích bị ngược đãi, nếu như có được vợ nghiêm thì cũng là do phúc khí đời trước tu luyện được. Trương Đại Quan Nhân tặng hai chữ đánh giá cho gã, đê tiện. Tô Tiểu Hồng cười nói, mấy người cứ từ từ mà uống đi, nhưng không thể uống say được, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Sau khi Tô Tiểu Hồng đi, phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên, thường lăng phòng thừa dịp thức ăn đưa lên liền tranh thủ phân công nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ yếu của Trương Dương chính là phụ trách tiếp đái lãnh đạo thị ủy, phụ trách cho tốt đám khách quý này. Hai anh em thường hải thiên thì phụ trách tiếp đái khách từ Lam Sơn đến bởi vì Tần Thanh không giống như Trương Dương, cho nên người ở Lam Sơn biết em trai của cô kết hôn cũng không nhiều lắm, nhưng mà để phòng ngừa vạn nhất, trong thiên hạ này không có bức tường nào chắn được gió. Nếu lãnh đạo các ban ngành của thành phố Lam Sơn biết em trai của phó thị trưởng kết hôn khẳng định sẽ có động tác, bên này cũng cần có một đội ngũ đi ứng phó với tình huống đột ngột. Khương Lượng, Đỗ Phú Phong thì phụ trách chiêu đãi đồng sự trong hệ thống công an, nhiệm vụ của Ngưu Văn Cường chính là bắt chuyện với khách đến từ Xuân Dương, Lưu Kim Thành thì phụ trách tiếp đãi các xí nghiệp ra gia ở Giang Thành, Thường Lăng Phong điều phối thống nhất xong, đem mọi chuyện phân phối rõ ràng. Lưu Kim Thành nói với Trương Dương, thị trưởng Trương, sản phẩm của nhà máy rượu chúng tôi cung không đủ cầu, sắp tới tôi muốn mở rộng quy mô sản xuất, chỗ cần cậu hỗ trợ rất nhiều. Trương Dương cười nói, chuyện của anh không thuộc về trách nhiệm của tôi, anh hẳn là nên đi tìm phó thị trưởng Nghiêm. Lưu Kim Thành nói, chuyện này là cậu quản mà vì tôi muốn thu mua lại nhà máy rượu xuân huy ở phong trạch trương dương nói hiệu quả và lợi ích của nhà máy rượu xuân huy hình như cũng không tồi lưu kim thành nói nếu như lỗ lá thì lại đơn giản chính là bởi vì hiệu quả và lợi ích của bọn họ không rồi cho nên người ta không muốn trương dương gật đầu như vậy đi hay là chờ thêm một thời gian nữa tôi sẽ hỏi giúp anh lưu kim thành cảm ơn liên tục mọi người đang uống rượu thì Tần Bạch và Điền Bân cùng nhau đến kính rượu. Như Văn Cường hét lớn, hai người đến đây làm gì? Điền Bân, kính rượu không đến lượt cậu. Kêu Trầm Vi đến đây. Tần Bạch cười nói, Như Đại Ca, anh là Đại Ca yêu dấu của em, em trai vất vả lắm mới kết hôn được một lần, cầu xin anh lần này hạ thủ lưu tình. Như Văn Cường cười nói, lần thứ nhất là hồi hộp khẩn trương, lần thứ hai sẽ trở thành thói quen. Khương Lương cốc cho hắn một cái, này, đại cát đại lợi ngày đại hỉ, cái miệng của cậu đúng là nên được khâu lại. Tần Bạch cười cười, ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, nâng ly rượu lên nói, các vị đại ca, các người đều là anh của tôi, hai ngày này đã nhờ vã mọi người, phần thịnh tình này tôi sẽ nhớ kỹ, trong chúng ta, ngoại trừ Khương Lượng, anh Đỗ, xưởng trưởng Lưu Gia, thì những người khác đều chưa kết hôn. Trương Dương vui vẻ nói, cậu đang uy hiếp chúng tôi à, vốn tôi còn định đồng tình với cậu, dự định khuyên mọi người hạ thủ lưu tình, mà cậu ngang nhiên uy hiếp chúng tôi. Như Văn Cường nói, ồ, đảng viên chúng ta sợ uy hiếp sao? Trương Dương nhìn hắn một cái, nói anh thì tính là đảng viên cái giám. Như Văn Cường nói, Tần Bạch, nếu hôm nay cậu dám ôm tâm lý trả thù, vậy thì cậu không may rồi, tôi là người không sợ trả thù nhất đây. Tần Bạch biết mình nói sai, liền chắp tay xin khoan dung. Điền Bân nâng ly rượu lên chạm ly với Trương Dương, mỉm cười nói, cha tôi đã trở về rồi, ngày mai cũng muốn đến tham dự hôn lễ của tần bạch trương dương cười nói vậy quá tốt rồi tôi cũng đã lâu rồi không uống rượu với sở trưởng điền mượn cơ hội này kính ông tay vài ly hắn nói với thường lăng phong an bài cho sở trưởng điền vào bàn của thường ủy nha thấy điền bân trương dương không khỏi nhớ đến chuyện của lưu ngũ hắn hỏi vụ án của lưu ngũ cha thế nào rồi có manh mối gì hay không khương lượng nói không có tiến triển gì chuyện mà hắn biết cũng không nhiều lắm Trương Dương nói, nói một chút xem, hay là để tôi giúp một phen. Khương Lương cũng hiểu ý câu nói này của Trương Dương, hắn muốn tra tấn bước cung, Trương Dương trong phương diện này cũng rất có năng lực, Khương Lượng cười lắc đầu, không cần đâu, những cái hắn biết đều đã nói ra rồi. Điền Bân nói, cũng không có gì đặc biệt cả, nói là Đồng Đức Trí có thể có một người đàn bà. Trương Dương nao nao, Đồng Đức Trí có một người đàn bà. Khương Lượng nói, lời hắn nói chưa chắc có thể tin, tôi cũng hiểu đồng đức chí một chút, phương diện tác phong sinh hoạt hẳn là không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà Lưu Ngũ cung cấp cho chúng tôi một tấm ảnh chụp rất mơ hồ, bên trong là hình ảnh đồng đức chí đang nói chuyện với một người đàn bà, chúng tôi đã giao tấm ảnh đó cho bộ phận kỹ thuật, chỉ là chưa có kết quả gì hết. Trương Dương nói, có lưu chữ hay không, cho tôi một phần, hai ngày nữa tôi đến Bắc Kinh, tìm bộ phận kỹ thuật giám định giúp các người một chút, nhìn xem có phát hiện gì hay không người khác đương nhiên không biết cái bộ phận kỹ thuật trong lời nói của trương dương chính là quốc an khương lượng gật đầu nói ngày mai tôi sẽ mang đến cho cậu một phần phỏng chừng là không có tác dụng gì đâu người đàn bà có mặc rất kín hình ảnh không rõ ràng như văn cường nâng ly rượu lên nói tối nay chúng ta có thể không bàn công việc được không ngày đại hỷ chúng ta trò chuyện vui vẻ một chút được không khương lượng cười nói vậy cậu kể chuyện vui cho mọi người nghe đi như văn cường nói hai ngày trước tôi đến chợ nông sản mua đồ thấy một thiếu phụ có khuôn mặt rất đẹp cô ta đang chọn dưa leo ở một quầy kêu người bán đến cân tính tiền người bán hàng thấy thiếu phụ này có khuôn mặt đẹp quá nên chủ động gọt vỏ cắt lát trái dưa leo dùm ai mà ngờ lại chọc cho người thiếu phụ này nóng này cô ta kêu lên anh nghĩ tôi mua về để lát mặt hả đỗ phú phong vừa uống một ngụm rượu vào miệng nghe xong liền sặc phun ra khương lượng nhanh tay lẹ mắt vội tránh ra phía sau chỉ có nhiêu văn cường ngồi bên cạnh gã là chậm chạp tất cả rượu đều phun lên mặt hắn nhiêu văn cường chật vật cầm lấy khăn tay lau mặt bất mãn kêu lên lão đỗ sao cậu kém quá vậy vừa mới bắt đầu mà đã bắn ra rồi kém quá trương dương cười nói tự làm tự chịu ai kêu anh cầm cục đá ném vào chân làm gì đỗ Phú phong cười ngả cười nghiêng nhiêu văn cường có một chút năng lực đó mà cả ngày cứ kể mấy câu chuyện hạ lưu này cho tôi nghe tôi lại rất mẫn cảm bắn ra thì thế nào bắn vào mặt cậu đó. chương 480, tự làm tự chịu ba. Hôn lễ của Tần Bạch rốt cục cũng được tiến hành trong vui sướng và hạnh phúc, bởi vì Trương Dương phụ trách đón tiếp lãnh đạo, cho nên không có tham gia đội ngũ đón dâu, mà trực tiếp đi đến khách sạn, tiệm bánh kem kim toa sáng sớm đã đưa bánh kem đến. Tô Tiểu Hồng đã an bài chỗ để cho bánh kem, cười cười nói với Trương Dương cậu nghĩ sao mà lại đi đến tiệm bánh kim toa đặt bánh vậy? Không phải cậu nói không hợp với hai chữ kim toa này sao? trương dương cười nói cái này không phải là biểu hiện ra một thiện trí sao tô tiểu hồng nói chứ không phải là lại đang có chủ ý bậy bạ gì sao trương dương nói không có lần này thật sự không có tô tiểu hồng nói thấy người ta kết hôn giết quen mắt còn không biết nắm chắc đến lúc đó tôi nhất định sẽ làm cái của cậu còn náo nhiệt hơn gấp mấy lần trương dương cười tủm tỉm nói cúi thấp con người của tôi thích cúi thấp thôi được rồi nhưng mà tôi cũng thấy buồn cho cậu nếu như cậu thật sự kết hôn vậy thì không biết có bao nhiêu cô gái sẽ đau lòng đây trương đại quan nhân nói chuyện đúng là không sợ chết người đều cưới về hết xây thêm vài căn phòng mua thêm vài cái giường thôi tô tiểu hồng cười hì hì nói cậu tưởng mình là châu báu hả à? trương đại quan nhân nói châu báu thì chưa đến nhưng tôi là cán bộ cấp phó sử người ta có chịu không chứ Trương Dương nói, hoàng đế cổ đại còn không uy phong bằng bí thư thị ủy bây giờ nữa là. Tô Tiểu Hồng nói, chỉ biết nói bậy. Trương Dương nói, sao lại là nói bậy, hoàng đế cổ đại có thể quản bao nhiêu người, bí thư thị ủy hiện nay có thể quản được bao nhiêu người. Lúc hai người đang nói chuyện, Kiều Mộng Viện và thì Duy đến, hai người đều chỉ có quan hệ bình thường với Tần Bạch, nhưng mà nói thế nào thì Tần Thanh cũng là phó thị trưởng Lam Sơn, có chút quan hệ cũng cần phải bận tâm. Trương Dương vui vẻ đi qua đón Kiều Tổng Đại Giá Quang Lâm, thật sự đúng là làm cho tôi nở mặt. Thì Duy nói, sao nhìn thế nào cũng giống anh kết hôn quá vậy, anh nở mặt cái gì? Trương Dương nói, tôi không phải là sắp kết hôn rồi sao? Thừa dịp này học tập một chút, cô cũng sắp kết hôn rồi, hay là hai ta phối hợp, luyện tập một chút? Thì Duy mỗi lần đấu võ mồm với hắn đều rơi vào thế hạ phong, tức giận mở to mắt chừng hắn một cái. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói: "Thân thể của anh hồi phục chưa?" Trương Dương cười nói: "Tốt rồi, có cơ hội hẹn chung trường thắng ra, tôi sẽ luận bàn với hắn, thằng nhãi này vẫn còn ghi nhớ rõ chuyện bị đánh lén lần trước ở Đông Giang đây mà." Kiều Mộng Viện có chút oán trách nhìn Trương Dương, nói: "Tâm hiếu thắng không nên quá mạnh mẽ, chuyện lần trước đã nói là hiểu lầm rồi." Trong lòng Trương Dương nói: "Hiểu lầm mới là lạ, rõ ràng là Kiều Bằng Phi ở phía sau quấy rối." Món nợ này nói thế nào cũng phải tính lên đầu của Trung Trường Thắng, từ khi tôi sống lại đến bây giờ còn chưa từng bị ai đánh thảm như vậy cả. Tô Tiểu Hồng chào mời Kiều Mộng Viện ngồi xuống, thì bên ngoài có hơn 10 chiếc ô tô đến, Tô Tiểu Hồng chạy ra hỏi tình huống xong trở về, nói với Trương Dương, thị trưởng Trương, khách từ Lam Sơn đến rất là nhiều, 30 người, hơn nữa tính thêm tài xế cũng gần 50 người. Trương Dương cũng sửng sốt, hắn không ngờ rằng bên Lam Sơn lại đến nhiều như vậy. Tần Thanh cũng đâu có để lộ tin tức ra đâu, xem ra đúng là ứng với câu nói đó, trong thiên hạ này không có bức tường nào chắn được gió cả, Thường Hải Thiên và Thường Hải Long đều đi đón dâu rồi, Trương Đại Quan Nhân đành phải tự mình đi ra đón. Đi ra khỏi khách sạn, người nhìn thấy đầu tiên chính là Tương Kỳ Vĩ, hắn là tổng tài của công ty phi tiệp, cũng là bạn lâu năm của Trương Dương, hắn đến Lam Sơn gầy dựng sự nghiệp, chính là nhờ có Trương Dương bắt cầu dùm, hôm nay phi tiệp phát triển rất tốt, sự nghiệp của tưởng kỳ vĩ cũng không ngừng kiêu ngạo hắn cười cười vươn tay với trương dương thị trưởng trương không ngờ tôi sẽ đến chứ gì trương dương vui vẻ nắm tay với tưởng kỳ vĩ nếu cậu mà đến thì không phải là hướng về tôi mà là hướng về phó thị trưởng tần chứ gì tưởng kỳ vĩ dùng sức lắc lắc tay của trương dương thị trưởng trương tôi không có thực tế đến mức như vậy đâu trong lúc trương dương bắt tay với tưởng kỳ vĩ thì thấy trong đám người đột nhiên xuất hiện bóng dáng của phó bí thư thị ủy Lam Sơn Ngô Minh. Tuy rằng Trương Dương cực kỳ chán ghét thằng nhãi này, chỉ là biểu hiện bên ngoài cần phải đầy đủ, nếu đã lựa chọn chơi đùa với chính trị thì phải tuân theo nguyên tắc của trò chơi. Trương Dương nhiệt tình đi đến hướng của Ngô Minh, bắt tay với Ngô Minh, Ngô Minh nói, tôi đại biểu cho chính phủ thị ủy Lam Sơn đến tham dự hôn lễ của Tần Bạch. Trong lòng Trương Dương thầm nghĩ, chỉ biết lừa gạt con nít, với cái bộ dạng của anh mà cũng đòi đại biểu cho chính phủ Thụy ủy Lam Sơn sao? Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại nhiệt tình nói, hoan nghênh bí thư mô đến Giang Thành. Trương Dương nhờ Tô Tiểu Hồng An bài cho đám khách đến từ Lam Sơn này ngồi xuống, lại gọi điện cho hai anh em Thường Hải Thiên và Thường Hải Long, kêu bọn họ mau chóng trở về tiếp đãi những người khách đến từ Lam Sơn này. Thì Duy nhàn rõ không có việc gì nên bám theo đuôi của Trương Dương, châm chọc nói, người biết thì biết đây là tần bài kết hôn, còn người không biết thì tưởng rằng anh kết hôn chứ. Trương Dương cười nói, bây giờ kết hôn chỉ là một hình thức thôi, thường thì mua nhà mua xe trước vẫn hơn. Thì Duy nói, anh cho rằng người khác cũng giống như anh sao. Trương Dương nói, cô ngồi xe của tôi bao nhiêu lần rồi, mà có thấy cô trả tiền bao giờ đâu. Mặt cười của Thì Duy đỏ bừng lên, nếu như không phải ở trước mặt nhiều quan khách như vậy, thì nhất định là sẽ xông lên tát một cái vào cái mồm thúi của thằng nhãi này lúc này kiều mộng viện cũng đi tới cô cười hì hì nói với trương dương bánh cưới này là của kim toa trương dương gật đầu tôi đề nghị tần bạch đến đặt đấy mà đúng là phải nói bánh cưới này quả không tồi bà chủ đúng là nhiệt tình tài trợ ngay cả tiền cũng không thu kiều mộng viện nói ra một câu đầy ý tứ sâu xa sợ rằng người ta không dám thu thì đúng hơn khóe môi của trương dương hơi nhếch lên mỉm cười nói muốn thu thì thu đâu có ai ép buộc bọn họ hắn nhớ đến chuyện hai ngày trước vương quân giao đến tìm mình liền nói với kiều mộng viện hải sát phu nhân còn vì chuyện này mà đặc biệt đến tìm tôi nói tất cả chiêu bài của kim toa tại giang thành không có liên quan đến bà ấy cô nói có phải là có ý giấu đầu lòi đuôi không kiều mộng viện nói lòng giả dạ của hải sát phu nhân không đến nổi như vậy đâu cô dừng lại một chút nói tiếp ngày hôm qua tôi còn gặp mặt bà ta bà có nhắc đến chuyện này còn muốn đầu tư một khu giải trí điện ảnh lớn tại xuân dương Trương Dương nói, cô giúp bà ta liên lạc đi. Kiều Mộng Viện nói, người ta muốn tìm anh. Trương Dương nói, chuyện sân bay mới tôi còn lo chưa xong nữa, làm gì có thời gian mà quản chuyện của bà ta. Kiều Mộng Viện cười cười không nói gì, cô phát hiện ra Trương Dương có thành kiến rất lớn với Vương Quân Giao, không biết là vì chuyện gì. Trương 480, tự làm tự chịu 4. Lúc 10 giờ, bí thư thị ủy giang thành đỗ thiên giã cùng với cục trưởng công an vinh bằng phi đã đến hiện trường hôn lễ hai người bọn họ là người chứng hôn cho nên cần phải đến sớm một chút trương dương ra đón tiếp đỗ thiên giã bắt chuyện vài câu rồi đem tin tức phó bí thư thị ủy lam sơn ngô minh đến đây nói cho ông biết tuy rằng trong đáy lòng của trương dương không muốn nhìn thấy ngô minh chỉ là người ta từ xa đến đây vô luận là hướng về ai mà đến thì thân là lãnh đạo đệ nhất giang thành đỗ thiên giã cũng cần đến ân cần thăm hỏi một chút Đỗ Thiên Giá cùng đi với Trường Dương đến chỗ của Ngô Minh gặp mặt một chút. Ngô Minh thấy Đỗ Thiên Giá tự mình đến đây cũng vui vẻ ra đón, nhiệt tình bắt tay với Đỗ Thiên Giá. Hai người vào trong phòng nghỉ sát vách ngồi xuống. Đỗ Thiên Giá cười nói: Bí thư Ngô đến Giang Thành cũng không sớm thông báo một tiếng, để bên thị ủy Giang Thành chúng tôi làm tốt công tác tiếp đái. Ngô Minh cười nói: Lần này tôi đến đây là để tham gia hôn lễ của Tần Bạch, cũng không phải là đến bái phòng chính phủ, làm sao mà dám kinh động bí thư Đỗ chứ? Trương Dương ngồi một bên thầm mắng thằng nhãi này đúng là biết diễn trò, vừa rồi còn nói là đại biểu cho chính phủ thị ủy Lam Sơn đến, lúc này nói là không phải đến bái phỏng chính phủ, nhưng mà Đỗ Thiên Giã và Ngô Minh nói chuyện, hắn cũng không thể chen vào, dù sao thì cấp bậc của người ta cũng sở sở ra đó, hắn không đủ tư cách chen mồm. Đỗ Thiên Giã nói: "Lam Sơn và Giang Thành là thành phố anh em, Tần Thanh là phó thị trưởng Lam Sơn, lại là người Giang Thành chúng tôi, là cán bộ đi ra từ Giang Thành." cho nên chúng tôi có thể coi như là nhà mẹ đẻ của thị trường Tân. Ngô Minh nói, Tần Thanh là cán bộ tốt do Giang Thành bồi dưỡng ra, con gái tốt, hôm nay đứa con gái này gả cho Lam Sơn chúng tôi, đã làm cho mọi chuyện ở Lam Sơn được gọn gàng ngay ngắn. Trương Dương nghe thế nào cũng thấy lời này không dễ nghe, cái gì mà gả cho Lam Sơn. Cái miệng của Ngô Minh đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi. Đỗ Thiên giã khiêm tốn biểu thị, kinh tế Lam Sơn phát triển đáng để chúng tôi học tập, Ngô Minh cười nói, phát triển của Lam Sơn không thể tách ra với cải cách. Lúc đầu lãnh đạo tỉnh đã đem Lam Sơn là thí điểm đầu tiên cho cải cách Bình Hải, cho chúng tôi một cơ hội phát triển hiếm có vô cùng. Lãnh đạo các đời của Lam Sơn cũng vì sự phát triển của Lam Sơn mà nỗ lực gian khổ, cho nên mới đạt được thành tích bây giờ. Nhưng mà so với lão đại Giang Thành, chúng tôi còn nhiều chỗ chưa đủ, còn cần học tập ở nhiều chỗ. Lời nói của Ngô Minh biểu hiện rõ ý tứ khiêm tốn hàm xúc bên trong, bây giờ vô luận là tổng giá trị sản lượng công nghiệp hay thu nhập bình quân đều đã vượt qua Giang Thành. Hai người đang nói chuyện thì Tần Thanh cũng đến, cô không nghĩ rằng bên Lam Sơn lại có nhiều người đến như vậy, cho nên không chuẩn bị gì cả, vội vã chạy đến bên này, thấy Ngô Minh, cô cười nói, bí thư Ngô sao lại tự mình đến. Ngô Minh cười nói, tôi đến đây một là đại biểu cho toàn thể lãnh đạo thị ỷ, hai là đại biểu cho chính tôi, với quan hệ của hai chúng ta, em trai của cô kết hôn mà lại không nói cho tôi biết, cái này cũng đúng là thiếu sót. Trương Dương lười nghe thằng nhãi này ra mồm nói láo, đứng dậy nói các người trò chuyện đi, tôi đi ra ngoài tiếp khách, khi ánh mắt của hắn tiếp xúc với Tần Thanh, Tần Thanh nhất thời rõ ràng ngô minh đã chọc giận hắn, trong lòng âm thầm cười, máu ghen của tiểu tình lang này cũng thật là lớn. Tần Thanh ngồi xuống vị trí của Trương Dương, mỉm cười chào hỏi với Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã nói, vừa mới nói đến cô, cô là cán bộ đi ra từ Giang Thành chúng tôi, làm cho người Giang Thành được vẻ vang. Tần Thanh Khiêm Tốn nói, ít nhiều gì cũng được các lãnh đạo coi trọng, cho tôi tin tưởng lớn như vậy, cũng cho tôi nhiều cơ hội học tập. Đỗ Thiên Giã cười ha hả, Ngô Minh cũng cười rộ lên, Đỗ Thiên Giã nói, Tiểu Tần nói chuyện với chúng tôi thì cũng không cần khiêm tốn như vậy. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng pháo, Đỗ Thiên Giã nói, cô dâu chú rể đến, chúng ta ra ngoài xem náo nhiệt. Tần Bạch mặc một bộ tây trang màu xám bước từ trên xe Cadillac xuống, chiếc xe này Trương Dương tìm Kiều Mộng Viện để trưng dụng, Tần Bạch mặc tây trang, mang cả vạt màu đỏ, mặt mày hớn hở, anh Tuấn tiêu sái, cô dâu trầm vi mặc một bộ váy cưới màu trắng ngực thấp, để lộ ra bờ vai trắng tuyết, mặt đẹp như tranh, quyến rũ động lòng người. Như Văn Cường ở phía sau hay vén váy áo cưới lên, làm cho hai vị phù dâu tức giận trợn mắt nhìn hắn. Trong tiếng pháo, trộn lẫn với tiếng cười, hai hai bước đi vào khách sạn dưới Duy Băng và những lời chúc phúc bên nhiêu văn cường lúc này đang làm loạn với phù dâu, hắn thật sự muốn chọc ghẹo trình quyên và chu hiểu vân để ầm ý, dù sao thì cũng là bạn gái của bạn thân, lại đi đón dâu, hai phù dâu của trầm vi đều là y tá cùng một bệnh viện, mới ở gần với nhiêu văn cường một chút, mà đã bị gã chọc điên máu lên, tức đến nổi làm cho hai cô y tá nhỏ này chỉ vào mặt của nhiêu văn cường nói, sao con người của anh lưu manh quá vậy? nhiêu văn cường nói, đàn ông không lưu manh là không bình thường. Trầm Vi cười cười nhắc nhở Nưu Văn Cường, anh Nưu, ngày hôm nay công an đến không ít, nếu như biểu hiện của anh còn xúc động như vậy, dễ gây hiểu lầm lắm đờ một ô. Lúc này Thường Lăng Phong cũng đã đi đến, túm lấy Nưu Văn Cường nói, tôi đi khắp nơi tìm anh, còn anh ở đây làm gì? Người bên Xuân Dương đến rồi, mau qua đó tiếp đãi đi. Nưu Văn Cường lúc này mới lưu luyến rời đi, người bên Xuân Dương đến cũng không ít, Bí thư huyện ủy Sa Phổ Nguyên, huyện trưởng Từ Triệu Vực cục trưởng thuế vụ vương bác hùng thôn trưởng thôn hắc giả sơn vu thu linh tất cả đều đến cha của nghiêu văn cường nghiêu học đông cũng đến vừa nãy ông thấy con trai đang quậy ở bên kia thấy nghiêu văn cường đến nghiêu học đông không khỏi cười mắng bớt làm trò cười cho thiên hạ đi lớn người rồi nên ổn trọng lại một tí nghiêu văn cường nói cha cái này di truyền không có biện pháp cả đám người bị những lời này của gã làm cho bật cười vui vẻ trương dương cũng cùng những người bạn cũ gặp mặt hắn bắt tay với bí thư huyện ủy Sa Phổ Nguyên, bí thư Sa, ông cũng đến. Sa Phổ Nguyên cười nói, bí thư Tần là lãnh đạo cũ của chúng tôi, em trai cô ấy kết hôn, tôi đương nhiên phải đến. Từ Triệu Bân nói, thị trường Trương, ngày hôm nay chúng tôi đến một là vì chúc mừng em trai của bí thư Tần kết hôn, còn có một mục đích quan trọng hơn là muốn gặp mặt cậu, mượn cơ hội này để uống với cậu một bữa. Trương Dương cười nói, uống thì uống, ai sợ ai, nhờ mà chờ tôi thu xếp xong xuôi chính sự đã, ngày hôm nay nếu ai không uống đến say nằm sấp xuống thì không được đi. Vu Thu Linh không nhịn được cười nói, cậu nói cái gì vậy, đều uống say nằm sấp xuống rồi, lấy gì đi được nữa. Trương Dương cười tủm tỉm nói, các vị yên tâm, ngày hôm nay có người phụ trách đón tiếp đặc biệt, cho nên mọi người chỉ cần uống mà thôi, tuyệt đối là không có buồn phiền gì đâu. Audio điện tử võ tấn bền